Chương 1 Cạn bã, dịp thiên giật Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đầy sao giữa trời, ánh trăng cùng tinh quang chiếu sáng lấy hắc ám, thông qua mỏng manh màn cửa chiếu vào một cái phòng lớn như thế bên trong. Giang phòng liếc một chút liền nhìn ra được là nữ hài tử khuê phòng, các loại đồ trang điểm, nữ tính hóa phấn sắc vách tường, phấn sắc mềm mại giường lớn. Hả? làm sao còn có tảng mát tại đầy đất vò thành đoạn giấy vệ sinh cùng xốc xếp quần áo. Hoa kháo. Cái này áo lót là của ai? Người nào áo lót rơi trên mặt đất rồi? Phanh một tên nam tử đột nhiên đá văng cửa phòng ngủ, một màn trước mắt để hắn tức đến phát trung. Diệp thiên giật, ngươi đặt nương chết không yên lành. Nam tử gầm thét một tiếng. Ách, giờ phút này, một tên nằm lì ở trên giường như cùng chết heo giống như nam tử đột nhiên mở to mắt, sau đó ngồi dậy, gãi đầu một cái, mộng bức lại mê mang ánh mắt nhìn lấy cửa cái kia tức giận nam tử. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thương mại đang làm gì? Kinh điển tam liên hỏi tại dịp thiên vật trong đầu toát ra. có bên cạnh đột nhiên ngồi xuống một cái mùi tử. Lão! Lão công, ngươi nghe ta giải thích, ta. Chúng ta tại tại tập chống đẩy. Hít đất, quá. Quá nóng lên lúc này mới thoát quan. Mùi tử kia hoảng hốt lo sợ nhìn lấy hắn nói. Ngươi. Các ngươi. Nam tử tức giận chỉ lấy bọn hắn, nước mắt đều muốn rớt xuống. Diệp thiên giật sau đó nhìn quanh liếc một chút chung quanh. Trước một giây tại địa cầu, hắn cùng hắn thanh mai trúc mã phong nhã bị 10 cái cổ lão gia tộc cường giả bước đến tán tâm nhai, cuối cùng không đường có thể trốn nhảy xuống tán tâm nhai, vốn là thập tử vô sinh, nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ? Vượt qua rồi. Sương mù thảo. Diệp thiên giật sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó hắn lấy lại tinh thần nhìn lấy tình cảnh này, một cổ trí nhớ tràn vào trong đầu, sau đó hắn. Triệt để mộng bức. Nơi này không là địa cầu, là một cái gọi làm thiên lam tinh địa phương, mà thân thể này chủ nhân cũng gọi là diệp thiên vật là một cái hàng thật giá thật cặn bã. Tại ngày này lâm tinh có thể tu luyện đều gọi làm võ giả, mà diệp thiên vật là một vị thiên phú cực kém phế vật, nhưng tốt tại nhà rất có tiền có thế, diệp thiên vật cũng là trong truyền thuyết công tử bột, ăn uống cá cực chơi gái mọi thứ tinh thông, chuyện thích làm nhất cũng là làm lão bà của người khác. Toàn bộ thiên thủy thánh thành bên trong trong trí nhớ hắn đã cho hơn 10 vị người thành thật cấp cho qua cái mũ tôn chỉ của hắn chính là ta có thể đánh không lại ngươi nhưng người con mẹ nó tuyệt đối đừng chọc ta không phải vậy ta nhất định cho ngươi một cái mũ mang không phải sao hiện tại trường hợp này cũng là như thế cửa nam tử gọi lâm dương hai ngày trước tại một cái trong yến hội trước mặt mọi người làm nhục diệp thiên vật hai ngày sau cũng chính là hai giờ trước Diệp Thiên Giật thì cho hắn đeo một đỉnh ngăn nắp phát ra xanh quang xinh đẹp cái mũ. Trâu. Trâu phê. Diệp Thiên Giật nhìn không được trong lòng tán thưởng một tiếng. Thì hai ngày. Ngoại trừ trâu phê hắn còn có thể nói cái gì đó. Tuy nhiên cái này thân thể chủ nhân tu luyện là cái phế vật, nhưng phương diện này rất có tạo nghệ a. À? Người sống một đời không phải liền là đồ một cái thành quả sao? Đây cũng là có, chỉ bất quá hắn vừa vặn giống đột nhiên bất ngờ chết rồi cái này cũng vì sao trên địa cầu dịp thiên vật có thể xuyên qua đến trên người hắn nhưng là ta thương mại làm sao bây giờ à dịp thiên vật nội tâm gầm thét một tiếng dịp thiên vật dám ngủ lão tử bạn gái người cho lão tử chết lâm dương hai con ngươi huyết hồng thân thể chung quanh thiêu đốt lên một cổ liệt diễm chờ một chút dịp thiên vật vương tay sau đó ra vẻ lạnh nhạt đi xuống giường, xuyên qua mặt đất y phục của mình. Ta đánh bạc ngươi không dám giết ta. Diệp Thiên giật mặt quần áo tử tế nhìn lấy hắn nói ra. Ta không giết ngươi. Diệp Thiên giật ngươi khinh người quá đáng, không giết ngươi lão tử thề không vì nam nhân. Rất phẫn nộ, thế nhưng là hắn thật không dám giết, muốn giết hắn nhiều người đi, không ai có thể dám. Cái này Diệp Thiên giật mặc dù là cái phế vật, nhưng hắn tỷ tỷ nhưng phế đi hắn được rồi đi. Ồ, vậy ngươi chờ thêm chút nữa. Diệp Thiên giật sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, biên tập một đầu bằng hữu vọng, một bên đánh chữ còn một bên lầm bầm ra nội dung. Tối nay đem Lâm Dương bạn gái Trần Mộng giao cho ngủ, thế nhưng là Lâm Dương đột nhiên trở về, hiện tại hắn thì ở trước mặt ta, làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Lâm Dương. Sau đó Diệp Thiên giật cười cười, Lung lây điện thoại di động nói: Ngươi muốn là giết ta, ta nhưng là tuyên bố đi ra a, à, ta bằng hữu trong vòng đều là thiên thủy thánh thành một đống công tử ca, thiên kim đại tiểu thư, nếu như bị bọn họ biết, ngươi lâm dương còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Móa, đây không phải hắn a, à, hắn vì cái gì có thể như thế vô sĩ? Thế nhưng là hắn chỉ có thể làm như thế, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể thuận theo lấy thân thể này nguyên chủ nhân tác phong đến giải quyết chuyện này ngươi lâm dương tức giận chỉ dịp thiên vật dịp thiên vật sau đó nghênh ngang theo bên cạnh hắn đi qua đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm dịp thiên vật hơi hơi nói nói cho ngươi cái bí mật liền xem như là ngươi không động thủ giết thù lao của ta sau đó dịp thiên vật nhẹ nhàng tiến đến phẫn nộ đến toàn thân phát trung lâm dương bên tai nói khẽ lão bà ngươi thật giỏi sưu tiếp theo một cái chớp mắt dịp thiên vật trực tiếp lao ra cửa sử dụng hết đồ của người khác muốn khen một câu, cho tốt bình mới lộ ra có lễ phép. A, à, diệp thiên vật, hỗn trướng. lâm dương tức giận gào thét. điển hình vô năng phẫn nộ, muốn giết, không dám. cái này con mẹ nó tính là gì sự tình a? À? diệp thiên vật đi tại thiên thủy thánh thành ban đêm trên đường phố, gió thu lạnh rung thổi đến hắn có chút lạnh. này tấm thân thể thực yếu đuối, hắn trời sinh thân thể thì so sánh yếu tăng thêm trên cơ bản không có tu luyện thế nào, ăn uống thả cửa, say rượu, túng dục quá độ, kia liền càng yếu đi. Trên đường dịp thiên vật tại dựa vào này tấm thân thể nguyên chủ nhân trí nhớ quen thuộc cái thế giới này. Thiên Lam Tinh, Thiên Lam Đại Lục, cùng sở hữu mấy trăm đế quốc, đế quốc cùng đế quốc ở giữa nhiều vì không hợp, thường xuyên tính phát sinh chiến tranh, thiên thủy đế quốc là trung tiểu đế quốc, tình cảnh cũng không tốt. Nơi này có được cùng địa cầu một dạng khoa học kỹ thuật, điện thoại di động, máy tính, xe đua, nhà cao tầng cái gì, khác biệt chính là đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi một chút có một chút thiên phú liền có thể tu luyện, đến mức ngươi có thể đi được bao xa thì không được biết rồi. Mà tại mỗi một thành trì bên ngoài có vô số yêu thú cường đại uy hiếp nhân loại sinh mệnh. Ta cùng phong nhã cùng một chỗ rớt xuống tán tâm nhai, mà ta có thể trọng sinh, có phải hay không nói phong nhã nàng cũng đi tới cái thế giới này. Diệp Thiên Giật đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng. Một chiêu một thức, chiến đấu hắn biết, mà lại cũng không yếu, tại địa cầu hắn cũng là người tập võ, cho nên đến cái thế giới này, đối với nơi này hệ thống tu luyện Diệp Thiên Giật là có thể tiếp nhận. Đi tới đi tới, Diệp Thiên Giật theo trí nhớ đi tới chỗ ở của hắn, là một cái so sánh hào hoa tiểu khu. Các Diệp Thiên Giật mở cửa đi vào. Trong phòng rất tối. Trở về rồi một cái nữ hài tử không có bao nhiêu cảm tình, có chút băng lãnh, nhưng là lại mang theo một chút xíu đối dịp thiên vật quan tâm thanh âm truyền tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Đinh Người ngón tay vàng đã đến sổ sách, cầu phiếu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhẹ nhàng cước bộ nương theo lấy một cổ nhàn nhạc thuộc tại thiếu nữ mùi thơm đi tới. Lạch cạch đèn bị nàng mở ra, đập vào mắt là một tên cao gầy tiên nữ. Nữ tử này ước chừng 22, 23 phương hoa tuổi tác, có tuyết quan quanh quẩn da thịt, nhạc con ngươi màu xanh lam lại băng lạnh giống nhau Siberia đất đông cứng, sóng mũi cao hiện ra sắc bén đường cong, khẽ mím môi môi mỏng dường như lộ ra bạc tình tín hiệu, tuyết liên xinh đẹp phối hợp hàng mai phong tư, thanh lợi bên trong lộ ra lẫm liệt, bao hàm tại khóe mắt đuôi lông mày đều là kiêu ngạo, nhìn lấy dịp thiên vật có hơi hơi nhu tình, ngũ quan tinh xảo. Quynh quốc khuynh thành, thật trong lúc nhất thời để diệp thiên vật chấn kinh. Cái này khí chất có chút băng lãnh nữ nhân, thật xinh đẹp. Nàng cũng là diệp thiên vật tỷ tỷ, diệp tiên nhi. Vì cái gì diệp thiên vật nói này tấm thân thể nguyên chủ nhân là cái từ đầu đến đuôi cặn bã đâu. ngoại trừ ưa thích lục người khác bên ngoài, mấu chốt nhất là cùng cái này diệp tiên nhi có quan hệ. Diệp thiên vật từ nhỏ là bị diệp tiên nhi phụ mẫu thu dưỡng làm thiên thủy đế quốc chủ thành thiên thủy thánh thành, nơi này quần hùng hội tụ, cường giả như mây, mà đã từng dịp gia là ngày này thủy đế quốc một trong tứ đại gia tộc, dịp tiên nhi là thiên chi kiêu nữ, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, tăng thêm nàng chim sa cá lặng dung nhang, một lần bị thiên thủy thánh thành mạnh nhất học viện thiên thủy học viện gọi là đệ nhất mỹ nữ kim đệ nhất thiên tài, là thiên thủy học viện cho đến nay một. Cái truyền kỳ. Thế nhưng là hết thảy tại 6 năm trước cải biến. Sáu năm trước, dịp gia trong vòng một đêm bị không biết tên thế lực đồ sát hầu như không còn, ngay lúc đó dịp tiên nhi tại thiên thủy học viện, dịp thiên vật tại hội sở, hai người bọn họ sống tiếp được, đến bây giờ là ai làm đều là một điều bí ẩn, dịp tiên nhi một mực tại tra rõ thế nhưng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì manh mối. Chỗ lấy cái kia lâm dương kiên kỵ dịp thiên vật, nhưng thật ra là kiên kỵ dịp tiên nhi, dù sao cũng là đã từng tứ đại gia tộc. Diệp Tiên Nhi vẫn là nhận biết rất nhiều đại gia tộc trưởng bối, bọn họ có thể sẽ cho một số bảo hộ cùng trợ giúp. Mà Diệp Tiên Nhi từ đó về sau rời đi thiên thủy học viện, từ bỏ tốt nhất tài nguyên tu luyện, một lòng chiếu cố lấy cái này bất thành khí đệ đệ, bị rất nhiều người chỗ tiếc hận. Có thể này tấm thân thể nguyên chủ nhân lớn nhất cặn bã sự tình chính là. Ba năm trước đây, hắn cho Diệp Tiên Nhi hạ dược kém chút đem nàng cho mạnh, khả năng tại thật lâu trước liền đã đối nàng sinh ra ý nghĩ. Ngươi nói làm dịp thiên vật tỷ tỷ, dịp tiên nhi sẽ đối với hắn có đề phòng. Tự nhiên là không có, sau cùng may ra không có tay. Về sau, nàng không có quái qua dịp thiên vật, khả năng tâm lý trách tội nhưng là từ chưa nói ra qua, thậm chí còn đang chiếu cố hắn, thay hắn bên ngoài chùi điếc, chỉ là đối với hắn đã khẳng định đã tồn tại phòng bị trong lòng. Thảo Súc sinh Diệp Thiên vật tâm lý thầm thầm mắng một câu. Ừm, trở về. Diệp Thiên vật sau đó nhẹ gật đầu, nhận lấy Diệp Tiên Nhi đưa cho hắn dép lê sau đó xuyên qua, đi hướng ghế sofa. Diệp Tiên Nhi đem Diệp Thiên vật giày cất kỹ, đóng cửa lại, sau đó đi tới nhà bếp, đem một mực cho hắn nóng đồ ăn bưng đi ra, lại cho Diệp Thiên vật đổ nước. Ăn chút đi. Ừm. Diệp Thiên vật tiếp nhận nàng đưa tới đũa lây lấy đồ ăn. Vị đạo rất việc thường ngày nhưng thật là tốt ăn dịp tiên nhiên ngồi tại dịp thiên vật bên người cách đó không xa nhìn lấy hắn hơi hơi nói ngày mai sẽ phải đi thiên thủy học viện sớm nghỉ ngơi một chút dịp thiên vật buông đổ xuống nhìn về phía nàng ngươi nói ta đi thiên thủy học viện cần gì phải đâu dịp thiên vật này tấm thân thể là cái thiên phú yếu đuối người tu luyện nhiều năm như vậy cũng chính là cái này bộ dáng thậm chí trời sinh không thuộc tính so sánh với những cái kia không thể người tu luyện kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, nhiều lắm là thì là có thể cảm giác thiên địa linh lực, khả năng đây cũng là bên trong một cái dẫn đến hắn bất học vô thuộc nguyên nhân đi, dịp thiên vật sẽ rất khó thụ. Người ta trong tiểu thuyết vượt qua có rất nhiều đều là xuyên qua củi mục trên. Thân, nhưng người ta có ngón tay vàng A, à. người ta ngón tay vàng vượt qua thời điểm thì vang lên, thế nhưng là lão tử ngón tay vàng đâu. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm, thiên phú của ngươi mặc dù yếu nhưng chỉ cần ngươi chịu nỗ lực nhất định cũng có thể mạnh lên thiên thủy học viện có thể cho ngươi tốt hơn trợ giúp chỉ là hy vọng ngươi không nên cùng trước đó tại thiên tinh học viện một dạng bất học vô thuật nói xong nàng đứng người lên hướng gian phòng của mình đi đến đem ta đưa đi thiên thủy học viện ngươi lại cầu người nào dịp thiên giật ngẩng đầu nhìn nàng đơn bạc bóng lưng ở phía sau hỏi một câu dịp tiên nhi thân thể mệt mại dừng một chút ngươi thật tốt tu luyện chính là nói xong liền đi vào phòng đóng cửa lại dịp thiên vật là tại thiên tinh học viện bị đuổi đi ra bởi vì quá cặn bã làm thiên thủy thánh thành đệ nhất học viện thiên thủy học viện tự nhiên bình thường không thể lại muốn hắn cho nên dịp tiên nhi đã là vụng trộm cầu một chút có quyền có thế người mới có thể đem hắn đưa vào thiên thủy học viện ai thật là một cái súc sinh dịp thiên vật tâm lý thở dài một hơi tốt như vậy tỉ tỉ vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, cái này hỗn đảng lại còn. Cơm nước xong xuôi dịp thiên giật về đi đến trong phòng, gian phòng rất sạch sẽ, chăn mền cũng đều là gấp kỹ, hiển nhiên không thể nào là hắn tự mình làm, sau đó dịp thiên giật nằm ở trên giường, suy tư đến đón lấy việc cần phải làm. Đã đi tới cái thế giới này, như vậy hắn liền muốn thích ứng cái thế giới này, đồng thời hắn muốn gánh vác này tấm thân thể một số sứ mệnh, tỉ như tra rõ ra năm đó là idol dịp gia, còn có, chiếu cố tốt nàng. Đinh. Xin hỏi ký chủ lý tưởng là cái gì? Đột nhiên một cái ly kỳ tiểu la lị thanh âm tại dịp thiên giật trong đầu vang lên. Dịp thiên giật cọ một chút ngồi dậy. Đinh. Xin hỏi ký chủ lý tưởng là cái gì? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Dịp thiên giật. Ta sát. Ngón tay vàng tới sổ. Lý tưởng là cái gì? Qua mấy giây, dịp thiên giật ngoẹo đầu thăm dò tính nói một câu phao vô số cô nàng đinh ký chủ lý tưởng cùng hệ thống chỗ xứng đôi vô hạn tùy cơ hệ thống đã chính thức mở ra trước mắt đã tùy cơ mở ra hệ thống thiên tú hệ thống đinh ký chủ phát động nhiệm vụ ta là tú nhi nhiệm vụ nội dung ở trước mặt mọi người hết thành một hệ liệt kê ngoài dự liệu thiên tú thao tác nhiệm vụ tiến độ không phần trăm nhiệm vụ kỳ hạn. 7 ngày, nhiệm vụ khen thưởng. Cảnh giới tăng lên cấp 5, nghịch thiên cấp tu luyện thiên phú, thứ một hệ thống thương thành mở ra, nhiệm vụ trừng phạt. Ai quy giảm bớt 30%, nhiệm vụ trước mặt đã bị cưỡng chế tiếp nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, dịp thiên giật trước mắt xuất hiện một cái màu xanh lam màn hình, trong màn hình viết một ít chữ. Vô hạn hệ thống. Trước mắt đã mở ra hệ thống. Thiên tú hệ thống khoảng cách phía dưới một hệ thống mở ra thời gian còn thừa. 6 ngày 23 giờ 59 điểm 49 giây hoặc hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngày thứ hai không giờ soát hệ thống mới, trước mắt phát động nhiệm vụ. Ta là Tú Nhi, trước mắt cuồng nắm giá trị. Không có thể đổi lấy. Không hệ thống thương thành. Tạm thời chưa mở ra ký chủ trước mắt trạng thái. Yếu gà dịp thiên vật. Hắn vậy mà nắm giữ những cái kia đô thì tiểu thuyết bên trong nằm chính có hệ thống. Hắn có phải hay không vượt qua xuyên choáng ván? Chờ một chút, tiểu gia ta nha vượt qua cũng có thể mặc, có cái hệ thống có mau bền sao? Không có tật xấu a, à? cái này bình thường cũng là cần phải nguyên bộ đó a. À? Cái hệ thống này tự như là mỗi 7 ngày hoặc là hoàn thành đối ứng hệ thống phát động chung cực nhiệm vụ sau liền sẽ đổi một cái mới hệ thống, thậm chí trâu phê mà nói một ngày một đổi, Mỗi cái đều sẽ phát động một cái chung cực nhiệm vụ, nhiệm vụ đồng thời có nhiệm vụ khen thưởng cùng nhiệm vụ trừng phạt, không hiểu thì chờ mong cái kế tiếp hệ thống là cái gì cẩu vật. Nếu như những phần thưởng này là nói thật, vậy ta thì không lo cái phế vật này thiên phú A. À? Dịp thiên giật ánh mắt sáng lên. Đinh Chúc mừng ký chủ hoàn thành 10 người giết, thành tựu, khen thưởng mở ra kim mộc thủy hỏa thổ tùy ý một loại thuộc tính, mời lựa chọn. Dịp thiên giật hệ thống này. Như thế vô địch sao? Thuộc tính, là mỗi võ giả cũng sẽ có một loại sức mạnh, tỉ như hỏa thuộc tính, người có thể phóng thích hỏa diễm, phóng thích hỏa thuộc tính võ kỹ, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc về thường thấy nhất thuộc tính, còn có một số hy hữu thuộc tính, mà này tấm thân thể chủ nhân dù cho có thể tu luyện, nhưng là hắn vậy mà không có thuộc tính lực lượng, đối chiến lực tới nói vô cùng có ảnh hưởng, mà hệ thống này. Ngũ đại thuộc tính, Diệp thiên vật tự nhiên muốn lựa chọn một cái tương đối được hoan nghênh hỏa thuộc tính sau đó dịp thiên vật thăm dò tính lựa chọn một chút đinh hỏa thuộc tính cấp cho hoàn tất tiếp theo một cái chớp mắt dịp thiên vật vươn tay hơi hơi vận khởi lực lượng trong cơ thể lòng bàn tay bốc cháy lên một đám lửa cái này dịp thiên vật cả người mộng bức cái này con mẹ nó là thật đinh mời ký chủ mau chóng mở khóa thành tựu, trăm người giết, khi tiến lên độ. 99, 100, thành liền yêu cầu. Vì cuối cùng mục tiêu cần nhan trị 90 điểm trở lên, ngầm 90, nữ tử, thành tựu khen thưởng. Vĩnh cửu mở ra nghịch thiên cấp thuộc tính lực lượng, thời gian hoặc không gian, tiếp theo thành tựu ngàn người giết còn chưa mở khóa, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Diệp thiên vật. Cái này con mẹ nó. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi ở đâu hệ thống tiểu tỷ tỷ, tích tích tích. Diệp Thiên Vật nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Đinh, Tiểu Ca Ca có chuyện gì sao? Diệp Thiên Vật, hoa kháo, ngươi nhà như thế nhân tính hóa. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, hệ thống này tại sao cùng nữ nhân có quan hệ a? À? Cái này thành tựu là mấy cái ý tứ a? À? Đinh, bởi vì bản hệ thống lý niệm cũng là trợ ký chủ chạy cô nàng, phao càng nhiều tốt hơn cô nàng. Diệp Thiên giật. Ngươi trâu phê, cả nhà ngươi đều trâu phê. Vậy ta tân thủ đại lễ bao đâu? Hệ thống này phát động không đều phải có cái gì tân thủ đại lễ bao sao? Đinh. Bản hệ thống không có đủ cấp cho tân thủ đại lễ bao nội dung, nhưng bởi vì tiểu ca ca nhan trị kinh người, hệ thống trường hợp đặc biệt cấp cho tân thủ đại lễ bao. Xoát tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên Dật xuất hiện trước mặt hai tấm thẻ. Diệp Thiên Dật thật xin lỗi, dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó Diệp Thiên giật nuốt nước miếng một cái, có chút ngay người như phỏng cầm lấy hai tấm thẻ. Treo bạo thẻ. Lựa chọn trong phạm vi tầm mắt một tên mục tiêu, sử dụng cái kia thẻ, nổ banh trời. Diệp Thiên giật. Khẩu thị tâm phi thẻ. Lựa chọn trong phạm vi tầm mắt một tên mục tiêu, sử dụng cái kia thẻ, cái kia mục tiêu đến đón lấy một giờ bên trong nhằm vào ký chủ nói tới hết thảy nguyên thoại bao quát hành động đều muốn ngược lại dịp thiên giật. hệ thống tiểu tỷ tỷ ngươi không thuần khiết hệ thống dịp thiên giật sau đó khóe miệng khẽ nhếch đem hai tấm thẻ thu vào hắn giống như muốn vô địch thiên tú hệ thống thành tú thao tác thật sao hắn am hiểu a à. như vậy ngày mai liền để thiên thủy học viện những học sinh kia cảm thụ tuyệt vọng đi. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, ngươi thanh âm như vậy ngọt, lớn lên khẳng định rất xinh đẹp a. À. Diệp thiên giật sau đó cười hỏi. Đinh. Bản hệ thống là giả lập tồn tại, không có nhục thân. Vậy khẳng định có bộ dáng A, à? muốn không ngươi tại trong đầu của ta cho ta bày ra một chút ngươi mỹ mỹ đi dáng vẽ đi. Đinh. Bản hệ thống chưa đầy 10 triệu cuồng nắm giá trị không thể lộ mặt. Diệp Thiên Giật Cáo từ Ngũ cảm giác Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 3 Ai, vưu vật A, cầu phiếu đề cử Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mọi người tốt, ta gọi Diệp Thiên Tú, cha ta gọi ta Tú Nhi, mẹ ta cũng gọi ta Tú Nhi, các ngươi có thể xưng hô ta tên đầy đủ, quan hệ tốt một điểm cũng có thể gọi ta Thiên Tú, mùi tử có thể gọi ta Thiên Tú ca ca, hôm nay bắt đầu chúng ta thì là đồng học, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trên bục giảng, Diệp Thiên giật thâm thúy đôi mắt nhìn lướt qua phía dưới trận mắt hốc mồm mọi người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt tà mị lại nụ cười tự tin. Hoa! Wow. Hắn rất đẹp a, à, rất đẹp a. À. Trong phòng học ở giữa có một cái mùi tử nhìn đến nhìn đến Diệp Thiên giật chi về sau, hai tay nắm lấy bên người bạn thân, một bộ phạm vào hoa si. Mê gái, trai, bộ dáng, Bóp lấy bạn thân cánh tay Nàng tại tận lực khắc chế chính mình Nếu như không phải trường hợp vấn đề Chỉ sợ đã nhọn kêu đi ra Theo trong giọng nói của nàng Có thể cảm nhận được đập vào mặt dịp thiên vật đẹp trai Nàng bạn thân cũng là như thế Hai người tại gọc vào nhau Dường như dạng này liền có thể khắc chế Trong cơ thể mình hoa si Mê gái, trai, lực Đương nhiên Toàn bộ lớp học hơn 50 vị đồng học Một nửa mùi tử cùng nàng trên cơ bản Không sai biệt lắm động tác Không sai là rất đẹp trai, một đầu không dài không ngắn cứng cáp có lực tóc, áo sơ mi trắng cổ áo hơi hơi rộng mở, áo sơ mi ống tay áo cuốn tới cánh tay trung gian, lộ ra màu vàng nhạt da thịt, ánh mắt thâm thúy có thần, sống mũi cao thẳng, nhất là phối hợp cùng một chỗ về sau, càng là còn như thượng đế thủ hạ khéo léo tuyệt vời tác phẩm, thì đơn thuần nam nhân này bề ngoài, tuyệt đối là làm cho mùi tử hưu con xông loạn. Đụng vào não tàn loại kia Mỹ Nam Tử. Nhất là có một chút, không nương. Đinh. Cá nhân của ngươi giới thiệu thành công thanh tú đến mọi người, cùng nắm giá trị 30.000, trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ. Hai phần trăm. Dịp thiên vật trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, tùy theo khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Có gì đáng khoe khoang chứ? Những cái kia ghen ghét dịp thiên vật nhan trị nam sinh nguyên một đám trong lòng nói lầm bầm. Hói đầu nam lão sư nghe được dịp thiên vật tự giới thiệu khóe miệng cũng là không nhịn được co quắp một chút. Các bạn học, dịp thiên vật là theo thiên tinh học viện chuyển tới chúng ta thiên thủy học viện, mọi người nhiều nhiều chiếu cố một chút, dịp thiên vật ngươi trước tìm cái chỗ ngồi xuống, nhiều hơn cùng các bạn học tìm hiểu một chút, chủ nhiệm lớp của các ngươi uống say, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tới, lời đầu tiên tập đi. Cái kia nam lão sư nói xong giống như còn có chuyện gì liền đi ra. Sau đó dịp thiên vật đi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy mong đợi chúng mùi tử. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trong góc một cái mùi tử trên thân. Thiên thủy học viện. Thiên thủy thánh thành bên trong nổi danh nhất học viện một trong. Trong học viện nữ tử khá nhiều. Cái kia nơi hẻo lánh mùi tử dung mạo thật là giống rất không tệ. Nhưng chỗ bên cạnh xác thực trống không. Như thế rất kỳ quái. Sau đó dịp thiên vật đi tới. Cái kia nữ hài hẳn là một cái cực đoan. Tất cả nữ hài nhìn đến dịp thiên vật đều là phạm hoa si. Mê gái, trai nàng cũng là ngẩng đầu nhìn liếc một chút cũng không có lại nhiều nhìn liền cầm lấy cái tấm gương khuấy động lấy khuôn mặt của mình ai dịp thiên vật đi tới vừa tốt nghe được nàng thở dài một tiếng đồng học có chuyện gì than thở chẳng lẽ lớn lên đậu đậu rồi dịp thiên vật nhiều hứng thú hỏi một câu mùi tử kia không có nhìn dịp thiên vật mà chính là nhìn mình trong kiến lại thở dài một cái cảm khái nói ai vưu vật a à? Diệp Thiên giật. Cái này mẹ nó tại tự luyến. Trâu. Trâu phê. So với hắn còn thanh tú. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật còn sửng sốt một chút, bởi vì cái này mùi tử tướng mạo thật xinh đẹp, đều nói thiên thủy học viện mỹ nữ như mây, hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thương. 18-19 tuổi hình dạng, màu trắng cao cổ áo gió bên ngoài mặc một bộ màu vàng nhạt áo khoác, rất lóe sáng, màu xanh da trời váy xếp nếp phía dưới lộ ra một đôi trắng nõn mê người lại tinh xảo thẳng hai chân, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo, nhất là nàng cặp mắt kia, có chút câu người đoạt phách cảm giác, không thể không nói, nàng nói rất có đạo lý, là cái vưu vật. Người tốt, mời ngồi. Hòa thủy mỉm cười đối dịp thiên vật nói ra. Nữ nhân này, có chút không giống nhau. Người chung quanh thấy cảnh này nghị luận âm ỉ. Hắn cũng dám ngồi hòa thủy bên cạnh song xong xong. Hừ. Muốn chết. Lên một cái dám ngồi tại hòa thủy nam nhân bên cạnh bây giờ còn đang trong bệnh viện hút dưỡng đâu, nữ nhân này cũng là cái yêu tinh. Để hắn đi chịu chết thôi, không phải rất đẹp trai không? Nhìn xem đợi chút nữa có bao nhiêu thảm. Không không không, tiểu tỷ tỉ tỷ ngươi hiểu lầm, ta chính là tới chuyện cái ghế, ta không thích ngực nhỏ, ta thích ngực lớn. Diệp Thiên giật nói xong dời lên bên cạnh nàng chỗ ngồi trống ghế đi tới một bên một thứ đại khái có hơn 200 cân bàn tử ngồi xuống bên người, dựa vào thành ghế cảm thán một tiếng. Vẫn là béo giấy ngực lớn. Mọi người. Đinh. Thành công thanh tú đến mọi người, cùng nắm giá trị 30.000, trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ. 3%. Không sai, mọi người lần nữa bị thanh tú đến. Hòa thủy đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, sau đó nhìn cười không được cười, cũng không nói cái gì, tiếp tục cầm lấy tấm gương thưởng thức mình trong kính. Xong xong xong. Hắn vậy mà. Cũng dám nói hòa thủy ngực nhỏ, hắn chết chắc. Chuẩn bị nhặt xác đi, dán dấp đẹp trai dùng được cái bòi. Ha ha ha, thoải mái. Chung quanh nam đồng học đầu tiên là trận mắt hốc mồm, sau đó ào ào lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ai, ngươi vẫn là không nên trêu chọc hòa thủy tốt nàng rất lợi hại. Bên cạnh bàn Tử Đối Diệp Thiên giật nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi biết toàn thế giới nhiều người như vậy miệng, vì cái gì ngươi lại không người kêu sao?" Diệp Thiên giật lại bất thình lình hỏi cái kia mập mạp một câu nói như vậy: "Vì sao a? À? Bởi vì ngươi sợ không nở 300 khối a." À. Cái kia tiểu mập mạp không nói. "Mọi người, đinh thành công thanh tú đến mọi người, cùng nắm giá trị 30.000 trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ. 4% Mùi tử kia cũng liền 800 khối, khác sợ. Diệp Thiên giật liếc qua bên cạnh cách đó không xa họa thủy thản nhiên nói. Hỏa thủy Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Mà những năm sinh kia cũng tò mò, vì sao họa thủy không động thủ đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được, bởi vì nàng mỗi lần động thủ cũng sẽ không trực tiếp chém chém dết dết mà chính là dùng các loại thủ đoạn đem người chỉnh sống không bằng chết, chỉ sợ nàng đã đang nổi lên đi. Lúc này, một đám tiểu tỷ tỷ nhìn không được vây ở dịp thiên giật bên người. Thiên tú ca ca, đây là ta uy chát, thêm một a nha. Thiên tú ca ca, muốn uống sữa sao? Thiên tú ca ca, ngươi ưa thích thịt băm sao? Một mùi tử duỗi ra bản thân mặc lấy thịt tử mỹ thối. Diệp thiên giật gật gật đầu, đương nhiên ưa thích, ớt xanh thịt băm, Cả tím thịt băm, kinh thịt muối tia đều ưa thích. Mũi tử. Đinh. Thành công thanh tú đến mọi người, cùng nắm giá trị 30.000 trước mắt tổng nhiệm vụ tiến độ. 5%. Là. Là. Cái tú nhi. Thiên tú ca ca, ngươi cây A à đẹp trai, vì sao lại theo thiên tinh học viện chuyển tới A? À? Lại một cái mũi tử mong đợi hỏi. Hả? tại thiên tinh học viện tìm mười mấy cái bạn gái, sau đó bị liên danh tố cáo, kỳ thật ta cảm thấy mấu chốt nhất là trong đó có viện trưởng tôn nữ, các ngươi nói sao? Không. Không thể nào. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn nói là sự thật. Một thanh âm đột nhiên theo cửa truyền đến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Đợi chút nữa, ta đánh cái mô sai nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đột nhiên xuất hiện thanh âm tất cả mọi người đem toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến cửa cái thân ảnh kia một tên tướng mạo anh tuấn nam tử ông một tên yêu diễm nữ tử đi đến đúng vậy thật đẹp trai thế nhưng là luận nhan trị thực tình không có mấy người có thế hơn được dịp thiên vật dịp thiên vật cái này nhan trị tuyệt đối là có thể trong nháy mắt để loại kia gái mê trai ngã xuống tồn tại trần siêu vân khóe miệng khẽ nhếch ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua dịp thiên vật một tay ông lấy nữ tử yêu diễm này một tay cầm điếu thuốc thuận tay bắn ra bắn đến trong thùng rác hắn cảm thấy dạng này rất đẹp trai ngược lại là trong ngực hắn cái kia còn có chút tư sắc mùi tử hướng về phía dịp thiên vật lặng lẽ bộ ngực đầu cái mập mờ ánh mắt dịp thiên vật sờ lên chóp mũi lão thẹn thùng nghe nói đại danh đỉnh đỉnh dịp thiên vật tới ta thiên thủy học viện tới xem một chút ta thì suy nghĩ ngươi phế vật như vậy, ngươi tỷ tỷ kia đến cùng là bỏ ra bao nhiêu tâm tư, cầu bao nhiêu người mới đem ngươi đưa vào cái này thiên thủy đế quốc tốt nhất trong học viện đến A. À? Trần Siêu Vân bật cười một tiếng. Nghe được Trần Siêu Vân, trong lớp những người kia nhất thời sôi trào. Cái gì? Diệp Thiên Giật. Cũng là vị kia nổi danh phế vật hơn người cặn bã. Ta nghe nói qua, trước kia thiên tinh học viện, nghe nói đem thiên tinh học viện viện trưởng tôn nữ làm cho, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, ta cũng không biết là thật là giả, bất quá cái kia dịp thiên vật tự như là trước kia chúng ta thiên thủy học viện đệ nhất Mỹ nữ dịp tiên nhi đệ đệ. Ta cũng nghe nói, nghe nói lúc đó thiên tinh học viện viện trưởng tức giận, một lần muốn giết dịp thiên vật, cái kia thiên tinh học viện viện trưởng gia tộc thế lực tại thiên thủy thánh thành thế nhưng là đỉnh phong đó a à, giết hắn trả không dễ như trở bàn tay. Hình như là tỷ tỷ của hắn Diệp Tiên Nhi thay hắn hướng thiên tinh học viện viện trưởng quỳ xuống cầu tình, tại cửa ra vào quỳ một ngày một đêm hắn mới buông tha diệp thiên vật con mẹ ngươi thật là một cái súc sinh ta dựa vào thật hay giả a à, còn có việc này cái này diệp tiên nhi thật không đáng a à. vừa diệp thiên tú nói hắn cũng làm thiên tinh học viện viện trưởng tôn nữ mà trần siêu vân gọi hắn diệp thiên vật sẽ không phải mọi người nghẹn hồng nhìn trân trối nhìn lấy diệp thiên vật bọn họ rất phẫn hận phẫn hận là dựa vào cái gì hắn làm sự tình muốn dịp tiên nhi tới trả tiền. Nhưng là những người này lại rất ghen ghét. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở lên đẹp trai như vậy? Dựa vào cái gì ngươi có thể ba qua nhiều như vậy muội tử? Thảo! Dịp thiên giật châu mày. Đây là sự thực, nhưng là dịp tiên nhi quỳ xuống cầu tình một chuyện hắn cũng chỉ là từng nghe nói, không có chứng thực qua, thân thể này nguyên chủ nhân hỏi qua, nàng không có trả lời, nhưng là trong trí nhớ cái kia hai ngày xác thực có một ngày buổi tối nàng chưa có về nhà. Thảo. súc sinh. Diệp thiên giật trong lòng cũng là mắng một câu. Bên cạnh hòa thủy cũng là lộ ra một vệt vẻ giật mình. Trách không được gặp cái này Diệp Thiên Giật cùng đám phế vật này có chút không giống, thì ra là thế. Thật sự là đáng tiếc hắn vậy tỷ tỷ a à, thiên tài như vậy yêu nghiệt xinh đẹp tỷ tỷ đệ đệ như thế nào là loại này bại loại, cả đời anh danh, cả đời tiền đồ, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều bị hắn bại quan. Ai, muốn nói là bại loại còn chưa tính, vẫn là cái phế vật, thiên phú cực kém. Đến bây giờ, đều nhanh 20 vẫn là cái trúc khí cảnh gân gà, mà lại thân là võ giả, liền cái thuộc tính đều không có, ngươi nói cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Đoán chừng liền cái phổ thông cường tráng một điểm người đều đánh không lại, thật sự là mất đi võ giả mặt mũi. Trần Siêu Vân thở dài một hơi nói ra. Trong chốc lát, những cái kia bởi vì nhan trị đối dịp thiên vật siêu cấp có hảo cảm các tiểu tỷ tỷ nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước, rời xa dịp thiên vật. Thiên thủy thánh thành có hai câu nói lưu truyền mọi người đều biết. Câu đầu tiên là: Quản tốt cháu gái của mình, nữ nhi, lão bà, mẹ vợ, cẩn thận dịp thiên vật. Câu thứ hai: Thánh thành chi vinh dịp tiên nhi, bại loại cặn bã dịp thiên vật. Câu nói thứ hai thậm chí làm cha mẹ, làm gia gia nãi nãi đều sẽ nói cho con của mình cho nên a, à, Diệp Thiên Giật, ngươi cho rằng ngươi theo thiên tinh học viện đi vào thiên thủy học viện liền không có người biết ngươi sao. Trừ phi ngươi lăn ra thiên thủy thánh thành, lăn ra thiên thủy đế quốc, nếu không ngươi chính là vĩnh viễn sĩ nhục cùng trò cười. Trần siêu vân vênh vang đắc ý nhìn lấy Diệp Thiên Giật. Nếu Diệp Gia vẫn còn, hắn cả một đời cũng không dám trêu chọc hắn, nhưng Diệp Gia vong, hắn cũng chỉ còn lại người tỷ tỷ Diệp Tiên Nhi, Diệp Tiên Nhi hắn có dám ngấp nghé bởi vì hắn biết ngấp nghé không đến mạnh hơn hắn so với nhà của hắn thế mạnh người còn nhiều rất nhiều đều tại ngấp nghé dịp tiên nhi không tới phiên hắn trần siêu vân nhưng hắn nói đến cũng không sai cái kia dịp tiên nhi lại cũng không thể đối với hắn làm cái gì ai kêu cái này dịp thiên vật không cân nhắc một chút hắn hiện tại tính là thứ gì còn dám tại trên yến hội cùng hắn đối nghịch hiện tại thế nào cái này thiên thủy học viện ngươi còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi đáng tiếc a à, hắn vẫn là tính toán kém một bước đừng nói là hiện tại dịp thiên vật liền xem như trước kia dịp thiên vật hắn thật đúng là đều có mặt đợi ở chỗ này lạch cạch dịp thiên vật ngồi trên bàn móc ra khói cúi đầu sau đó đốt một điếu ở trong miệng mảnh liệt hít một hơi sau đó thật dài phun ra khói bụi khói bụi trên không trung vậy mà trót thành hai chữ trang bức mọi người đinh ngươi thành công thanh tú đến tất cả mọi người cùng nắm giá trị 50.000, nhiệm vụ tiến độ. 10% Thật, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên vật sẽ xấu hổ vô cùng đi ra ngoài, ngược lại hắn tình cảnh này thật quá thanh tú. Mà lại trong nháy mắt có thật nhiều mũi tử dù cho biết hắn là Diệp Thiên vật không hiểu bị hắn đẹp trai đến, người này, đốt thuốc, khạc khói dáng vẻ quá con mẹ nó đẹp trai đi. Còn có thể phun ra chữ. Cặn bã lão nương cũng muốn. Đương nhiên, chỉ là trong chấp nhoáng này ý nghĩ, vẫn là không sẽ làm như vậy. Hòa thủy khóe miệng hơi hơi dương lên nhìn lấy diệt thiên giật. Rất có ý tứ, thẳng muốn nhìn một chút tên cặn bã này là làm sao phản kích. Đánh cũng đánh không lại, là cái phế vật, nói sao giống như thẳng có thể nói, thế nhưng là Trần Siêu Vân đứng tại đạo đức điểm cao, hắn mặc kệ nói cái gì đều vô dụng, phun ra hai chữ thật có ý tứ, nhưng là làm phản kích không chỗ hữu dụng, dù sao nếu như là nàng, dưới tình huống như vậy nàng tạm thời không nghĩ ra được biện pháp gì. Trần Siêu Vân nhìn lấy Diệp Thiên giật trước mặt chậm rãi tán đi, trang bức, hai chữ, ánh mắt phóng xuất ra lửa giận, nhưng là hắn cố nén, không thể đánh, đánh đó chính là hắn không phải, mà lại người nào trước nổi giận, người nào không nhìn được trước, người nào thì thua, đương nhiên hắn coi như nổi giận cũng sẽ không thua, chỉ là thắng được sẽ không thống khoái như vậy. Làm sao? Mắng chửi người. Ha ha ha, Ngươi cũng chỉ có thể mắng chữ người a, à. ha ha ha. Trần Siêu Vân cười to nói. Ngươi đừng vội a, à, ta tìm thứ gì, ta nhớ được cần phải có. Diệp Thiên giật cúi đầu, trong miệng nằm lấy điếu thuốc, sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra. Mỗi người đều rất nghi hoặc, hắn muốn làm gì? Hả, tìm được. Diệp Thiên giật sau đó theo trên mặt bàn nhảy xuống tới. Đợi chút nữa, ta đánh cái mô sai sau đó Diệp Thiên vật đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, đi hướng Trần Siêu Vân, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tặng ngươi lễ vật. Nói xong Diệp Thiên vật mãnh liệt hít một hơi thuốc lá phun ra, sau đó đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía trên bàn điện thoại di động, sau đó từng người trợn to hai mắt. Sương mù thảo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Ngoà tào. Vô tình cầu phiếu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái kia Trần Siêu Vân cả người cũng là vô cùng nghi hoặc, chính mình cái này tại nhục nhã Diệp Thiên giật đâu, hắn phản ứng gì? Mấy cái ý tứ? Đưa di động vứt xuống đến coi như xong chuyện. Tránh ra. Sau đó Trần Siêu Vân ông mùi tử kia đi tới, ánh mắt nhìn về phía trên bàn điện thoại di động, trong nháy mắt cả người quyền đầu nắm chặt. Tức giận đến phát ruông trên điện thoại di động là cái ảnh chụp, là tại một cái trong phòng tắm, một người nam ông một nữ ở trước gương tự chụp, không có để lọt cái gì, cũng là nam trên mặt đánh mô sai, nữ tóc tia màu xanh, mà cái kia nữ thình lình chính là trong ngực hắn mùi tử. Lão Lão công, ngươi nghe ta giải thích. Ba Trần Siêu Vân tức giận một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Thảo. Cút ngay cho ta. Trần Siêu Vân, ngươi dám đánh ta. Cúc thì cúc. Thiên vật ca ca, ngươi chờ ta một chút. Sau đó mùi tử kia hướng về dịp thiên vật một bên hôn một bên chạy tới. Mọi người! Lúc này Trần Siêu Vân quay đầu căm tức nhìn dịp thiên vật bóng lưng, hai con ngươi phát hồng. Thế mà cửa vừa tốt dịp thiên vật phun ra vòng khói còn không có tán đi, một cái to lớn. Màu xanh lá. Dịp thiên vật, lão tử giết ngươi. Tùy theo Trần Siêu Vân vọt tới mọi người âm thầm liếu lưỡi, cặn bã không hổ là cặn bã, ta mẹ nó đều cảm giác đến không còn mặt mũi, hắn còn có thể có loại này phương thức phản kích, thật vô địch, không thể không nói, tuy nhiên bại loại, nhưng là thật bổi phục. cái này có biện pháp gì, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, một cây làm chẳng nên non, cái kia nữ không tiện mà nói lại làm sao có thể cùng dịp thiên vật. nhanh, mau đi xem một chút, trần siêu vân thế nhưng là minh khiếu cảnh a cao hơn Diệp Thiên vật một cái đại cảnh giới, hắn không chừng thật có thể giết Diệp Thiên vật Sau đó một đám người ào ào chạy ra ngoài. Hòa Thủy đi tới điện thoại kia bên cạnh nhìn thoáng qua ảnh chụp, nhếch miệng lên một phần. Có ít đồ, muốn không phải cái phế vật, cho dù là đồ cặn bã, đó cũng là cái có người có bản lĩnh cặn bã, thật sự là đáng tiếc, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng bản cô nương thì sẽ bỏ qua ngươi, ngươi hôm nay chỉ cần bất tử, bản cô nương có là biện pháp chỉnh ngươi, dám nhục nhã bản cô nương, hư. Hoa thủy tà mị cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Nàng nhìn người vẫn là có một tay, đối mặt Trần Siêu Vân như thế nhục nhã, hắn tìm được phản kích phương pháp, đây chỉ là hắn một, thứ hai, để hòa thủy cảm thấy hứng thú chính là, từ đầu đến cuối hắn có vẻ như biểu hiện đều vô cùng bình tĩnh, loại kia tự tin giống như cũng không là giả vờ, cho dù hắn biết có đòn phản công này phương pháp, có thể một cái người bình thường cũng sẽ không có bực này bình tĩnh tỉnh táo xử lý phương pháp, thì cho nàng một loại rất bình tĩnh lão luyện, không giống như là 19 tuổi thiếu niên cái kia có dáng vẻ, mà chính là một cái trải qua tan thương cùng phong sương trung niên nam tử cái kia có cảm giác. Nhiều như vậy ưu tú nam tử, nàng họa thủy đều không thèm liếc mắt nhìn lại, nhưng hoàn toàn tên cặn bã này vậy mà để cho nàng có một chút cảm thấy hứng thú, thật sự là kỳ quái. Đinh Ngươi thành công thanh tú đến tất cả mọi người, cùng nắm giá trị về 100.000, nhiệm vụ trước mặt tiến độ. 20% Phía ngoài dịp thiên vật cảm nhận được sau lưng một cổ khí thế cường đại, cả người kỳ thật cũng là hoảng đến không được. Nhưng là đây là hắn duy nhất phản kích phương pháp, tuy nhiên quả thật có chút vô sĩ, có ít người cặn bã, nhưng là không quan trọng, dù sao hắn cũng là đồ cặn bã. Hắn chỉ là một cái trúc khí cảnh cấp 5 phế vật, trúc khí cảnh cấp 5 khái niệm gì đâu. Đơn thuần nói khí lực đi, so với loại kia người bình thường người luyện võ mạnh không ít, dù sao cũng là võ giả, đây không phải là người bình thường có thể so sánh, có thể dịp thiên giật lâu dài tại trên bụng nữ nhân, lui rất yếu, còn thật không nhất định có thể đánh được người bình thường bên trong cao thủ. Mà cái kia Trần Siêu Vân chính là minh khiếu cảnh cao thủ, đại cảnh giới thứ hai, cấp một cũng là ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là một cái đại cảnh giới, hắn nhất quyền lực lượng đủ để nhẹ nhõm đánh chết một đầu cường tráng sư tử, chớ nói chi là dịp thiên giật. Xoát dịp thiên giật ngược lại là phản ứng rất nhanh, bởi vì hắn biết một người nam nhân bình thường gặp phải loại chuyện này bạo tẩu cũng là rất bình thường, cho nên đã sớm chuẩn bị, hướng mặt bên đột nhiên một cái lắc mình, Trần Siêu Vân nhất quyền lướt qua cánh tay của hắn khuỷu tay thì lướt qua. Dừng tay. Ngươi nếu là dám tiếp tục đối dịp thiên giật động thủ, cũng đừng trách ta theo ngươi động thủ. Mũi tử kia ngăn tại Diệp Thiên Vật trước mặt đối với Trần Siêu Vân quá to, sau đó thả ra một cổ lực lượng đem Trần Siêu Vân đánh lui đến xa xôi vị trí. Diệp Thiên Vật, mọi người chạy ra đến những người kia cũng là mộng bức. Con mẹ ngươi dáng dấp đẹp trai thật thì có thể muốn làm gì thì làm, vậy ngươi cũng không thể dạng này a. À? Diệp Thiên Vật cũng mộng bức, ta mẹ nó. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy a, à? tiểu đệ chịu không nổi a. À? Ngươi, ngưu bức. Trần Siêu vân tay phải ngưng tụ hỏa diễm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đi chết đi. Hắn đã phẫn nộ đến không muốn đi cân nhắc hậu quả gì, hiện tại vừa muốn đem cái này ngưng tụ hỏa diễm oanh tại trên người của bọn hắn, mặc kệ như thế nào cái kia cũng đủ. Nữ nhân này hắn cũng không thích, chỉ là đồ bẩn công cụ mà thôi, nhưng là bị tái rồi, cái kia chính là một chuyện khác, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn có thể nén giận. Chậm đã. Dịp thiên vật lúc này nói một câu. Còn muốn kéo dài thời gian. Trần siêu vân cắn răng căm tức nhìn dịp thiên vật. Không, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, tùy ý phóng hỏa ngươi không sợ đem treo điểm bạo chết sao. Dịp thiên vật nói ra. Ngươi con mẹ nó muốn chết. Trần siêu vân tức giận gào thét một tiếng, sau đó lại lần phóng tới dịp thiên vật. Ai, Trần siêu vân đã bị chọc giận hắn còn cố ý đang chọc giận hắn đây không phải muốn chết sao một người bị chọc giận hắn sự tình gì đều có thể làm được đúng vậy a à, nhất là loại này thật mất mặt sự tình ta lần trước còn nghe nói có một nữ nhân ra guxi nằm trực tiếp đem đầu nàng cắt bỏ sau đó khẳng định hối hận nhưng xúc động là ma quỷ a à. chết ngược lại là thanh tịnh chúng ta thiên thủy thánh thành cũng ít đi một tên bại hoại cặn bã hai người chênh lệch quá lớn cái này Diệp Thiên Giật vừa mới tránh được một lần là vận khí, cái tốc độ này, cái này lực lượng, hắn tuyệt đối không tránh được cũng không ngăn được. Hoa Thủy dựa vào ở trên vách tường nhìn lấy một màn trước mắt. Tùy ý ngươi tự tin đi nữa, trước thực lực tuyệt đối, ngươi có thể làm sao? Mà Diệp Thiên Giật thì đứng ở nơi đó thậm chí không có lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn xong tới Trần Siêu Vân, sau đó móc ra khói cúi đầu xuống đốt một điếu hít một hơi, sau đó duỗi ra ba ngón tay ba hai một ba giây đến xong dịp thiên giật thuận thế vỗ tay phát ra tiếng lạch cạch phanh thì ở trước mặt hắn ba bốn mét trần siêu vân quần trong nháy mắt nổ tung cả người té ngã trên đất kêu thảm mọi người tất cả mọi người mộng bức mà tất cả nam nhân theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh khép chặt hai chân treo thật phát nổ treo bạo thẻ lựa chọn trong phạm vi tầm mắt một tên mục tiêu sử dụng cái kia thẻ nổ banh trời không sai chính là cái này treo bào thẻ đến mức đến cùng phải hay không cái kia phát nổ diệp thiên vật cũng không biết dù sao đoán chừng không dễ chịu không có cách nào a à, hắn đánh không lại chỉ có thể dạng này ai mới nói đùa lửa vạn nhất điểm cái kia phát nổ làm thế nào thiện ý nhắc nhở ngươi ngược lại không tin trách ta rồi Diệp Thiên vật đem rút hai cái khói đạn đến cái kia ngay tại gào thảm Trần Siêu Vân trên quần. Phanh cái kia Trần Siêu Vân cả người hơi nhúc nhích một chút. Ta mẹ nó. Diệp Thiên vật cũng sửng sốt một chút. Lần thứ hai nổ tung. Ba 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 ngay sau đó phản phất như là đốt pháo một dạng đùng đùng, không dứt, mỗi một lần vang cái kia Trần Siêu Vân thân thể nằm trên mặt đất thì run rẩy nhảy động một cái, tần suất cùng cái kia đùng đùng, không dứt, tiết tấu giống như đúc, buồn cười lại lại khốc liệt vô cùng. Mọi người, ngoà tàu, vô tình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Là tỷ tỷ ngươi bạn thân, cầu phiếu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dịp thiên giật cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này treo bạo thẻ cũng quá treo a, à, nổ một chút không đủ còn phải đùng đùng, không dứt, liên tục nổ. Cái kia coi như không phải treo bạo, đoán chừng hiện tại cái kia trần siêu vân cái kia đồ chơi cũng không được a à? mà chung quanh tất cả mọi người là mộng bức xảy ra chuyện gì vì sao lại dạng này là dịp thiên giật làm tất cả mọi người cảm thấy là dịp thiên giật làm bởi vì hắn trước đó thế nhưng là nói một câu lại chơi lửa treo phát nổ nếu như vậy vừa tốt thật phát nổ thế nhưng là hắn làm sao làm được đinh ngươi thành công thanh tú đến tất cả mọi người Cùng nắm giá trị 300.000 Khi tiến lên độ 50% Ngươi chừng nào thì tại hắn trong đũng quần Lắp một pháo nổ Mùi tử kia hỏi Ui ui ui, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người A à. Ngươi nhìn thấy ta cùng hắn có bất kỳ thân thể tiếp xúc sao Sau đó dịp thiên vật Chỉ chỉ phía trên nói ra Phía trên này đều có cameras A à. Cameras có thể chứng minh trong sạch của ta Về phần hắn chỗ đó Vì sao sẽ đùng đùng, không dứt bản thiếu cũng biểu thị rất mộng bức. Nói xong Diệp Thiên giật bất đắc dĩ nhún vai. Hòa thủy nhiều hứng thú nhìn lấy. Trùng hợp. Không, cũng không phải, vậy rốt cuộc là chuyện ra sao? Hắn trong đũng quần thật có một pháo nổ. Cũng không có gặp pháo nổ ra đến A. À. à. Cái kia Trần Siêu Vân nằm trên mặt đất phát ra một tiếng có chút tiêu hồn thanh âm, sau đó hắn mở mắt, lão đảo đứng lên, làm sao? làm sao không có tri giác? Quy, tiểu đệ đệ, ngươi tỉnh, ngươi không phải là bị nổ sao? Ngươi đau tê rần a, à, ngươi không muốn không có tri giác a, à, không. Diệp Thiên Vật, hắn tùy theo âm ngoan nhìn chầm chầm Diệp Thiên Vật, sau đó hắn đưa tay chỉ Diệp Thiên Vật, cả giận nói, cái nhục ngày hôm nay, không đội trời chung, ngươi chờ, trọng thương đồng học, cái này Thiên Thủy học viện ngươi cũng nghĩ muốn lưu lại, liền để ngươi vậy tỷ tỷ tiếp tục quỳ đi. Sách Diệp Thiên giật một bên gãi đầu một bên sách lấy miệng, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẽ đi hướng cái kia Trần Siêu Vân. Trần Siêu Vân hiện tại đứng ở nơi đó chân đều là dốc hết ra, chớ nói chi là đi công kích Diệp Thiên giật. Ta nói đại huynh đệ, ngươi cái này tư duy có chút nhảy vọt a, à, xin hỏi theo hai ta tiếp xúc đến hiện tại, ta có đụng ngươi một chút sao? Ta có động thủ đánh ngươi một chút sao? Thậm chí ta còn nhắc nhở ngươi, ngày này đừng đùa lửa, nguy hiểm ngược lại là ngươi không phải không nghe còn muốn công kích ta trọng thương đồng học ta cũng không đụng tới ngươi ta vẫn là cái phế vật ngươi nói ta một cái phế vật đụng cũng không có chạm qua ngươi làm sao trọng thương ngươi cái này cameras đều ở đây ta muốn học viện cũng không thể xử lý ta đi dịp thiên vật nói xong khóe miệng khẽ nhếch mọi người nghe được dịp thiên vật mà nói còn cảm thấy thật có như vậy một số đạo lý thế nhưng là vì Long cũng là cảm thấy cái này Trần Siêu Vân hán nổ tung là dịp thiên vật làm đâu. Kỳ quái. Ngươi. Trần Siêu Vân chỉ dịp thiên vật tức giận nói không ra lời, nhưng là hiện tại hàng đầu mục đích đến đi bệnh viện tranh thủ thời gian nhìn xem tiểu đệ đệ, còn lại ngày sau hãy nói. Chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, chờ xem. Trần Siêu Vân nhiên sau lão đảo, chật vật đi ra. Ai, sơn thủy hữu tương phùng, đệ đệ vô tung ảnh a. Diệp thiên vật ở phía sau lắc đầu tiếc hận một tiếng. Phu phù cái kia trần siêu vân một cái lão đảo kém chút ngã xuống. Con mẹ ngươi. Mọi người. Đinh. Ngươi thành công thanh tú đến tất cả mọi người, cùng nắm giá trị 10.000 khi tiến lên độ. 51%. Thiên vật ca ca, chúng ta có thể ở cùng một chỗ sao. Lúc này cái kia trần siêu vân mang mùi mùi tiếng tới dịp thiên vật bên người, một bộ hoa si mê gái, trai, biểu lộ. Không thể. Diệp Thiên giật lắc đầu nói ra. Bởi vì ta có người thích. Diệp Thiên giật ra vẻ một bộ rất bộ dáng nghiêm túc nói ra. Mọi người âm thầm kinh hãi, đây rốt cuộc là ai bị Diệp Thiên giật tên cặn bã này theo dõi. Thật thảm đây này. Không sao, ngươi ưa thích người nào cùng ta nói, ta đều có thể chỉnh thành bộ dáng của nàng, trở thành ngươi thích nhất nữ nhân. Diệp Thiên giật mọi người. Có lúc dáng dấp đẹp trai cũng là một loại phiền phức a. À. Cái kia chỉ sợ có chút độ khó khăn, bởi vì nàng quá đẹp. Diệp Thiên giật nói, chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía tựa ở cách đó không xa hòa thủy. Thông qua hệ thống có thể đạt được, nàng điểm số là 93 điểm. Xác thực xinh đẹp. Hòa thủy nhìn đến Diệp Thiên giật ánh mắt đột nhiên nhìn mình, trong nội tâm nàng đột nhiên nhấc lên. Nàng không sợ trời không sợ đất, chớ nói chi là sợ cái nam nhân, không biết bao nhiêu tự cho mình siêu phạm nam nhân ở trước mặt nàng chịu nhiều đau khổ, nhưng là cái này xem ra tay trói gà không chặt dịp thiên vật, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mình thời điểm, hòa thủy ngược lại có một loại tiểu bối rối. Tỉnh, hắn tính toán cái gì a, à? chính mình làm sao có thể hoãn. Dịp thiên vật sau đó chậm rãi đi hướng hòa thủy, ánh mắt mọi người toàn bộ theo dịp thiên vật đang di động. Hòa Thủy đã chuẩn bị tốt phản kích, hắn muốn nói ưa thích chính mình. Ha ha đi, ngài xứng sao? Diệp Thiên giật đi tới Hòa Thủy trước mặt, sau đó chậm rãi vươn tay theo nàng non mềm gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Cái này muốn là những nữ nhân khác đã không nhịn được, nhưng nàng là Hòa Thủy, nàng ngược lại muốn nhìn xem cái này Diệp Thiên giật muốn làm gì. Tê thấy cảnh này, chúng nam nhân nhìn không được trùng mình một cái, hắn cũng dám đụng Hòa Thủy. Sống không lâu à? Diệp Thiên giật một bên cảm giác thẳng nhu tình đem bên tai nàng tóc rối hướng nàng sau tai trêu chọc đi, một bên nhẹ giọng hỏi. Tiểu ngực mùi, chúng ta học viện xinh đẹp nhất mùi tử kia gọi cái gì tới? Chỗ không lâu, quên tên, bất quá ta thẳng thích nàng, nàng cũng thật thích ta. Hòa thủy. Mọi người. Tiểu ngực mùi. Ân. Là không lớn, nhưng là ngươi nói ra đến cũng quá không muốn sống nữa a. À. Mà lại, ngươi không phải trêu chọc nàng. Đệ nhất mỹ nữ. Bạch hàng tuyết. Ngươi thích nàng bình thường, nàng thích ngươi. Phốc phốc những cái kia tổ tông phối chìa khóa người thì nghĩ ra được nói một câu. Ngài xứng sao? Hòa thủy tâm lý hung hăng nhắc nhở chính mình, nhìn xuống. Ngươi nhất định muốn nhìn xuống. Cho tới bây giờ chỉ có ngươi chính mình có thể tùy ý chà đạp người khác, tuyệt không có khả năng có người có thể treo lên đánh ngươi ngươi muốn là bạo nộ rồi, vậy ngươi thì thua. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ưa thích chính là ta đây. Hòa thủy đem dịp thiên vật tay lấy ra, sau đó nhếch miệng lên, một bộ lạnh nhạt biểu lộ, nhìn chầm chầm dịp thiên vật thản nhiên nói một câu. Làm sao có thể? Ta con mẹ nó ánh mắt lại không mù, 800 khối tiền liền có thể lấy được giá rẻ mụi tử, cũng đáng được bản thiếu ưa thích. Diệp Thiên vật một bộ kinh ngạc biểu lộ. Mọi người! Đinh. Ngươi thành công thanh tú đến tất cả mọi người, cùng nắm giá trị một 100.000 khi tiến lên độ. 61%. Điên rồi, điên thật rồi. Hòa thủy thở sâu thở ra một hơi. Muốn giết người. Muốn nhìn xuống. Tuy nhiên nói như vậy a, à, nhưng là cái này hòa thủy xác thực xinh đẹp, là dịp thiên giật đi vào cái thế giới này về sau, trong ấn tượng ngoại trừ phong nhã còn có này tấm thân thể chủ nhân tỷ tỷ diệp tiên nhi bên ngoài nhìn thấy xinh đẹp nhất một cái nghe được diệp thiên vật có mấy người âm thầm cho diệp thiên vật thụ một cái ngón tay cái cái này cặn bã cùng ma nữ hòa thủy đụng vào nhau chỉ cần cái này cặn bã có thể sống lâu mấy ngày đoán chừng có trò hay để nhìn hòa thủy thật đời này không có bị người khác như thế nhục nhã qua đã ngươi muốn khiêu chiến đúng không vậy ngươi thì đừng hối hận sau đó nàng hết sức khắc chế chính mình, để cho mình bảo trì lạnh nhạt bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Học viện xinh đẹp nhất muội tử ở nơi đó, tỷ tỷ ngươi bạn thân. Hòa thủy nhìn lấy một cái phương hướng sau đó chép miệng nói ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Mọi người Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tỷ tỷ bạn thân Diệp Thiên giật nhìn sang, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang. Một tên mặt lấy thiên quần màu lam nữ tử lạnh nhạt lại ưu nhã từ nơi không xa đi qua, chung quanh quá nhiều người toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại trên người của nàng, nàng mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến tất cả mọi người chú mục. Đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Diệp thiên giật tỷ tỷ diệp tiên nhi là đã từng thiên thủy học viện đệ nhất mỹ nữ, mà vị này đâu? Là về sau mới tiến vào thiên thủy học viện, nhưng là nàng chỗ Bạch gia là Thiên Thủy học viện một trong tứ đại gia tộc, năm đó Diệp gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, chỉ bất quá về sau bị đồ, Dương gia kế vị, làm hai đại gia tộc Thiên Kim, các nàng hai người là bạn tốt cũng là đối thủ. Trong trí nhớ, Diệp Thiên giật đối nàng ấn tượng vẫn rất sâu, bởi vì xinh đẹp, muốn ba, một lần muốn đối nàng động thủ, đáng tiếc làm không được. Năm gần đây trí nhớ cũng chính là nàng đi qua một lần nhà bọn họ, à đúng cũng là ba năm trước đây lần kia, Diệp Thiên Giật cho Diệp Tiên Nhi cùng cái này Bạch Hàng Tuyết cùng một chỗ hạ dược, Diệp Tiên Nhi là trúng chiêu, Bạch Hàng Tuyết đối Diệp Thiên Giật có thật lớn cảnh giác, nạn về sau kịp phản ứng, cho Diệp Thiên Giật một bàn tay, cũng cứu được Diệp Tiên Nhi. Từ ngày đó về sau nàng thì không còn có đi qua nhà bọn họ. Nếu như năm đó đạt được, như vậy Diệp Thiên Giật liền đem hai cái này nữ nhân đều cho. Về sau nàng đi tới Thiên Thủy Học Viện, lấy dung mạo của nàng trở thành thiên thủy học viện chúng nam nhân nữ thần, đệ nhất mỹ nữ. Hai người bọn họ có thể trở thành bạn thân rất lớn nguyên nhân là bởi vì tính cách so sánh giống nhau, đều là rất lạnh người, khả năng các nàng có các nàng cộng đồng đề tài đi, ngoại trừ dung mạo bên ngoài, dịp thiên vật dù sao là cảm giác cho các nàng cũng là trong một cái mô hình khác đi ra, khả năng một chút khác biệt chính là, dịp tiên nhiên ngốc đến làm cho đau lòng người, bạch hàng tuyết càng thêm lãnh ngạo đi. Diệp Thiên Giật thấy được nàng, nói thật có chút không muốn đối mặt. Thương mại cái này nhiều xấu hổ. Đinh. Thiên tú hệ thống phát động chi nhánh nhiệm vụ ở khẩu thị tâm phi bạch hàng tuyết, nhiệm vụ nội dung. Đối bạch hàng tuyết sử dụng khẩu thị tâm phi thẻ, nhiệm vụ khen thưởng. Thiên tú hệ thống cuối cùng cấp nhiệm vụ tiến độ tăng lên 20%, địa giai nhất tinh hỏa thuộc tính võ kỹ, hỏa thần kiếp, nhiệm vụ thất bại, thiên tú hệ thống vĩnh cửu đóng lại. Dịp thiên giật. Càng không muốn đối mặt, cái này trang bức hệ thống càng để hắn đối mặt. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đóng lại. Nói cách khác cái này cái thứ nhất phát động thiên tú hệ thống không có, khen thưởng. Nghịch thiên cấp tu luyện thiên phú, cảnh giới tăng lên, để nhất thương thành cũng cũng bị mất. Cơ hội thì một lần, mất liền mất, ai biết cái kế tiếp hệ thống là cái gì, khen thưởng lại là cái gì mà lại thì là đi qua dùng một chút khẩu thị tâm phi thẻ mà thôi, liền có thể đến đến địa giai võ kỹ khen thưởng. Cái này địa giai võ kỹ toàn bộ thiên thủy thánh thành mới có mấy quyển. Vậy liền nghịch thiên A. Tê liệt. Vậy liền đi thôi, dù sao tiểu gia hiện tại người thiết lập đã là đồ cặn bã, tại cái kia bạch hàng tuyết trong mắt cũng là cặn bã, nhiều cặn bã một chút lại có cái gì? Diệp thiên giật trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nha, không dám đi rồi. khác sợ a, à, không phải nói bạch hàng tuyết thích ngươi sao? đi, để cho chúng ta nhìn nàng một cái có bao nhiêu thích ngươi. hòa thủy trêu tức nhìn lấy diệp thiên vật nói ra. ai? diệp thiên vật lắc đầu sau đó thở dài một hơi nói ra. vốn còn muốn khiêm tốn một chút, đã ngươi không tin, đánh cược. bản cô nương không sợ nhất cũng là đánh cược, nói đi. ta nếu có thể chứng minh nàng thích ta, ngươi hôn ta một cái. Diệp Thiên giật cười nói. Hoa Thủy suy cười một tiếng, thêm cái bao, ngươi nếu để cho nàng chủ động thân ngươi một miệng, bản cô nương hầu hạ ngươi một đêm. Mọi người, hai cái này yêu nghiệt đụng vào nhau, thật đúng là một đường tia lửa mang tia chấp a. Diệp Thiên giật sau đó cười vỗ tay phát ra tiếng. Có thể, mọi người đều đang nghe đâu, cũng đừng đổi ý. Vậy ngươi làm không được đâu. Hoa Thủy hỏi lại làm không được gửi mấy cái cho ngươi ngâm rượu uống mọi người dịp thiên vật nói xong sau đó đi hướng đi ngang qua cách đó không xa bạch hàng tuyết hoa thủy hai tay ôm lấy ngực dựa vào ở nơi đó khinh thường cười một tiếng cái này bạch hàng tuyết nàng còn hiểu rõ ưa thích dịp thiên vật chủ động thân hắn trên thế giới này không có nam nhân nàng cũng sẽ không thân dịp thiên vật dù sao tên cặn bã này cũng không phải nàng loại này thiên chi kiêu nữ có thể để ý Uy! Diệp Thiên giật đi tới Bạch Hàng Tuyết trước mặt chặn nàng. Bạch Hàng Tuyết đại mi câu lại nhìn về phía Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật. Nhìn đến hắn là Diệp Thiên giật về sau, nàng cái kia đẹp mắt sao lông mày nhậu sâu hơn, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Đây chính là đã từng cho nàng hạ dược, thậm chí cho tỷ tỷ nàng hạ dược xuất sinh, nàng không căm ghét đó mới lạ, chỉ bất quá vì Diệp Tiên Nhi cân nhắc, chuyện này không có người thứ tư biết. Diệp Thiên giật cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy bạch hàng tuyết, không có chút nào kiên kỵ. Không thể không nói, nữ nhân này thực tình xinh đẹp, đôi chân dài, hoàng mỹ dáng người, trắng nõn không tì vết da thịt, hoàng mỹ dung mạo, nhưng Diệp Thiên giật vẫn là càng ưa thích Diệp Tiên Nhi, bởi vì Diệp Tiên Nhi hai con ngươi là nhàn nhạt màu xanh da trời, càng cho nàng tăng thêm mấy phần vận vị và khí chất. Nhưng nữ nhân này khóe mắt dưới có một cái nhàn nhạt nốt ruồi, loại cấp bậc này nữ nhân, Viên này nước mắt nốt trùi thực tình xinh đẹp. Nhưng là dịp thiên dật nhìn thoáng qua, hệ thống chấm điểm. Dịp tiên nhi cùng trước mặt bạch hàng tuyết đều là 98 điểm, chỉ bất quá cái này độ thiện cảm. Phụ 50, vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng là cái này nhan trị điểm số có bao nhiêu nghịch thiên A. À? Những cái kia mấy chục triệu phan đang hót nữ ngôi sao, nhiều ít hơn bao nhiêu người nữ thần, kỳ thật điểm số bất quá hơn 80 phân mà thôi đa số vẫn là trang điểm vẽ ra tới, 98 phân. Gần như hoàn mỹ, khả năng có lưu hai phần cho cái chờ mong đi. Cái này đế quốc không lớn, chủ thành không lớn, học viện không lớn, ngược lại là mỹ nữ này quả thực xuất chúng, thiên thủy đế quốc một lần thế nhưng là được xưng tiên nữ đế quốc, bởi vì nơi này nữ tử bình quân nhan trị nghiền ép bất kỳ đế quốc. Bởi vậy thiên thủy đế quốc hấp dẫn rất nhiều đế quốc khác nam nhân đến đây. Người chung quanh đều tại chú ý bạch hàng tuyết, đột nhiên nhìn đến một người nam nhân cản ở trước mặt nàng, tất cả mọi người kinh ngạc. Người kia là ai? Cách đó không xa một tên nam tử dựa vào tại trên cây nhìn lấy tình cảnh này lạnh lùng tìm hỏi một câu. Bên cạnh một nam tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Tự như là dịp tiên nhi đệ đệ dịp thiên giật, vừa mới chuyển viện đi tới nơi này, bởi vì là dịp tiên nhi đệ đệ, cho nên ta đặc biệt chú ý một chút. Là hắn cũng dám đối với bản thiếu khâm định nữ nhân có ý tưởng. Nói xong hắn đem thuốc lá trong tay bắn đi ra. Lâm thiếu bớt giận, lấy tẩu tử tính cách, nhất định không thèm để ý hắn, nếu là dây dưa nữa, tất nhiên cho cái này phế nhân một bàn tay. Lâm trường thiên cước bộ dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Ừm, xem đi. Lâm trường thiên trêu tức cười một tiếng. Có việc. Bạch hàng tuyết căn bản không thèm để ý dịp thiên vật nhưng hắn dù sao cũng là dịp tiên nhi đệ đệ, nàng vẫn là lạnh lùng hỏi một câu. Bạch hàng tuyết, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Dịp thiên giật đối với nàng nhếch miệng một cười hỏi. Mọi người sau khi nghe được, thật nhiều người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đinh. Khẩu thị tâm phi thể đã sử dụng, tác dụng mục tiêu. Bạch hàng tuyết, tiếp tục thời gian. Một giờ. Bạch hàng tuyết đại mi nhíu chặt. Ưa thích mọi người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Vậy ngươi có thể hôn ta một A sao? Cầu phiếu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái này phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tình huống như thế nào? Cái này con mẹ nó tình huống như thế nào? Bạch Hàng Tuyết ưa thích dịp thiên vật. Không không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đang nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, à, ta là điên rồi sao? Những cái kia nghe nói như vậy người ào ào trừng to mắt, tự lẩm bẩm. Cái kia hòa thủy cả người đột nhiên lão đảo một chút. Cái này. Nàng sẽ không phải muốn bị ngày đi. Không không không, nhất định có nguyên nhân, đây quả thực so dịp thiên giật ưa thích nữ nhân còn muốn nói mơ giữa ban ngày. Một bên khác Lâm Trường Thiên nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng là hắn lờ mờ nhìn đến đám người kia phản ứng có chút không đúng. Mà bây giờ cảm thấy nhất không thích hợp chính là người trong cuộc bạch hàng tuyết. Nàng rõ ràng muốn nói không thích, làm sao lại nói thành thích. Cái kia. Vậy ngươi cũng ưa thích ta, ta có thể thân ngươi một miệng sao? Diệp Thiên giật lộ ra một vệt thiên chân vô tà nụ cười. Có thể. Mọi người bạch hàng tuyết tình huống như thế nào cái này con mẹ nó tình huống như thế nào trong nháy mắt này bạch hàng tuyết cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ a à, nàng có phải hay không không có tỉnh lại a à, nàng rõ ràng muốn nói không thể hôm nay đến cùng thế nào dịp thiên giật thầm than hệ thống này cường đại đây cũng quá mãnh liệt a à, dù sao đã là đồ cặn bã cũng không muốn lấy tẩy trắng loại hình cái này vô lương hệ thống đã phát động cái này vô lương nhiệm vụ vậy liền làm chứ sao vậy ta hôn nha dịp thiên giật nhếch miệng cười một tiếng sau đó chậm rãi đưa tới được bạch hàng tuyết nói ra sau đó nàng lại một lần nữa mộng nàng rõ ràng muốn nói không được chuyện gì xảy ra à nằm mơ nàng nhất định đang nằm mơ mọi người cực kỳ kinh khủng nhất là nàng muốn lui về phía sau Nàng thậm chí muốn một bàn tay đem dịp thiên vật cho đập bay Thế nhưng là thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến Thậm chí nàng sinh ra ý nghĩ này về sau Ngược lại thân thể lại tại hướng phía trước nghiêng Cái kia tuyệt mỹ dung nhan chậm rãi hướng dịp thiên vật tiến tới Đây chính là khẩu thị tâm phi thể địa phương đáng sợ Đáng sợ là không hề chỉ khẩu thị tâm phi Hành động phía trên cũng là hoàn toàn cùng ý nghĩ ngược lại Ngươi muốn đi, ngươi muốn tránh Kết quả lại là ngươi tiếp cận đi Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Diệp Thiên giật miệng đụng phải Bạch Hàng Tuyết gương mặt. Trong nháy mắt đó, Bạch Hàng Tuyết đầu trống rỗng. Mềm mại, thơm mát, trơn bóng, non nớt. À, hạnh phúc chết rồi. Đột nhiên muốn cảm thụ một chút rửa mặt sữa là dạng gì cảm giác. Nhưng Diệp Thiên giật biết không có thể quá mức, làm nhiệm vụ về làm nhiệm vụ, cặn bã người về cặn bã, đó cũng là trước kia, hiện ở đây nội tâm của hắn làm gì vẫn là cái lương dân quanh tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này thế giới sụp đổ nữ thần ô ô ô nữ thần a à, a à, a à, chuyện gì xảy ra a à? vì cái gì cái này dịp thiên vật đến cùng có cái gì ma lực đây chính là bạch hàng tuyết a à, nữ thần vì cái gì chủ động cho hắn thân a à? mụ mụ hài nhi cho ngươi mất thể diện người ta người ta đều hôn nữ thần mà ta chỉ hôn qua bạn gây ô ô ô điên rồi cái thế giới này điên thật rồi. Hòa thủy cả người lại là một cái lão đảo, kém chút đứng không yên, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Nàng cũng chưa tỉnh ngủ. Nàng cũng đang nằm mơ. Các nơi xa, cái kia lâm trường thiên dụ cho không biết những người kia đang nói cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy màn này, trong tay điện thoại di động trực tiếp trong nháy mắt bị hắn tan thành phấn vụn, hai con ngươi huyết hồng. Diệp thiên giật, người chết không yên lành hắn trong cổ họng phát ra tiếng gầm, tức giận đi tới. Diệp Thiên giật hôn xong về sau cười nhìn lấy Bạch Hàng Tuyết. Vậy ngươi có thể hôn ta một A sao? Diệp Thiên giật cười hỏi. Bạch Hàng Tuyết không nói, nàng không dám nói tiếp nữa. Thế nhưng là nàng dù cho không nói chuyện, tại Diệp Thiên giật hỏi xong về sau, nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ liền tiếp cận hướng Diệp Thiên giật, tại Diệp Thiên giật gương mặt nhẹ nhàng mổ một miệng. Mọi người! răng rắc vô số tan nát cõi lòng thanh âm càng rõ ràng. Bây giờ còn có thể giải thích cái gì? Bạch Hàng Tuyết chủ động hôn dịp thiên vật Còn có thể giải thích thế nào? Bạch Hàng Tuyết. Cái kia vừa mới đi tới chuẩn bị đem dịp thiên vật nhất lên lâm trường thiên nhìn thấy màn này, động tác bỗng nhiên dừng lại, tức giận đến phát trung, hai con ngươi cũng không dám tin. Nếu như cái này Bạch Hàng Tuyết ưa thích còn lại nam tử có lẽ hắn còn có thể lý giải, nhưng đây là diệp thiên vật a à, hắn không tin bạch hàng tuyết không biết diệp thiên vật là ai vì cái gì đến cùng vì cái gì hàng tuyết ngươi ngươi cùng diệp thiên vật lâm trường thiên không dám tin nhìn lấy bạch hàng tuyết bạch hàng tuyết không có trả lời đinh ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ ở khẩu thị tâm phi bạch hàng tuyết nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho Tùy theo dịp thiên giật cảm nhận được trong đầu của mình cưỡng ép chen vào một bộ công pháp. Đinh Ngươi thành công thanh tú lật tất cả mọi người, thanh tú khóc tổng cộng 37 tên nam đồng bào, tầm tính nổ tung nam đồng bào công kích 55 tên, vượt mức hoàn thành thiên tú hệ thống chung cực nhiệm vụ. Ta là Tú Nhi, khen thưởng thêm cuồng nắm giá trị 5 triệu, nhiệm vụ khen thưởng sau một giờ gấp đôi cấp cho, thiên tú hệ thống đóng lại, tiếp theo tùy cơ hệ thống đem tại không giờ mở ra. Dịp thiên giật thoải mái. Cái này con mẹ nó quá sung sướng. Bậc hát nhân sinh quả nhiên một cái thoải mái chữ khái quát. Phế vật thật sao? Cặn bã thật sao? Xuất sinh thật sao? Hy vọng đến lúc đó tiểu gia cuộc khởi thời điểm, các ngươi không muốn ngoát mộng kinh ngạc. Không qua. Cái kia chuồn đi. Diệp Thiên giật sau đó nói. Cái kia, ta đi trước, ngươi cũng đi thôi. Diệp Thiên Giật nói xong liền muốn chuồn đi. Lúc này Bạch Hàng Tuyết đột nhiên vươn tay kéo lại Diệp Thiên Giật tay. Không muốn. Ta muốn cùng đi với ngươi. Diệp Thiên Giật. Mọi người. Lâm Trường Thiên. Bạch Hàng Tuyết. Nàng thật muốn điên rồi. Nàng muốn tức giận nói không muốn đi. Làm sao lại? Đời này nàng gặp quá nhiều ly kỳ sự tình, trên thân cũng phát sinh quá nhiều ly kỳ sự tình, nàng đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là lần này. Nhất định là dịp thiên vật cho nàng thi yêu pháp. Nhất định là. Trong nội tâm nàng thật hận thấu tên cặn bã này. Nàng không quan tâm danh dự, không quan tâm người khác lời đồn, thanh giả tự thanh, nàng không cần người khác tới đối nàng đánh giá, chuyện hôm nay nàng sẽ không để ý, nhưng là liên quan tới dịp thiên vật Nàng lần này tất nhiên muốn sống tróc xương lóc thịt hắn, coi như hắn là dịp tiên nhi đệ đệ cũng không được thế nhưng là... Nàng tại sao lại vương tay cầu hắn đừng đi đâu? Ngươi buông ra, ngươi buông ra a. À? Diệp Thiên giật một cái tay khác sờ lên chóp mũi. Sau đó chậm rãi vương tay vuốt ve một chút gương mặt của nàng, tình cảnh này tất cả mọi người nhìn thẳng cắn răng. Đáp ứng ta, ngươi trên nửa sinh cùng nửa người dưới đều thuộc về ta, thật sao? Diệp Thiên giật nhu tình mà nói. Bạch Hàng Tuyết. Mọi người nàng không nói, nhưng là thân thể của nàng không bị khống chế nhẹ gật đầu. Có ít người nước mắt nhìn không được trôi xuống dưới. Nữ thân phía dưới nửa thân. ô ô ô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên Vật phong cách đột nhiên biến đổi, sau đó cười nói. ha ha ha, các ngươi không đều nói ta là cặn bã sao? tốt, cặn bã cho các ngươi nhìn, chia tay đi. nói xong Diệp Thiên Vật vung ra chân liền hướng ngoài học viện mặt chạy tới tiểu gia hiện tại vội và trở về xem một chút cái này để giai võ kỹ có bao nhiêu trâu phê đây. Mọi người. Ta mẹ nó. Ta muốn giết người, lão tử đụng đều đụng không được nữ thần, ngươi chia tay. Lão tử túi chết ngươi. Con mẹ ngươi. Mọi người truy, túi chết cái này dịp cặn bã. Hòa thủy, cùng một chỗ đi, cùng một chỗ giáo huấn cái này hỗn đảng. Có người ngừng đến hòa thủy bên cạnh dù sao cái này hòa thủy ở trong học viện là cao thủ, mà lại không sợ trời không sợ đất, bọn họ những người này có lẽ thật không dám, nhưng là có nàng tại nhất định có thế thật tốt giáo huấn dịp thiên vật. Ta muốn yên tĩnh. Hòa thủy có chút vô lực nói một câu nói như vậy. Bại, bại. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bại tại một phế vật như vậy, cặn bã trong tay. Nàng càng không có nghĩ tới liền bạch hàng tuyết cũng bại bởi hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Hàng Tuyết không muốn động, thế nhưng là thân thể không tự chủ được truy hướng dịp thiên vật. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Bảo bảo buông tay có được hay không, cầu phiếu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thiên thủy thánh thành trong một ngõ hẻm, dịp thiên vật một mực chạy đến nơi này mới ngừng lại được, thở hồng hộc. Phát Địa giai nhất tinh võ kỹ, thiên tú hệ thống chung cực nhiệm vụ thành công ngoại lệ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng gấp bội cấp cho, nhưng là gấp bội có thế lực cái gì đâu. Cảnh giới vốn đến đề thăng cấp 5, gấp bội cũng là cấp 10, một cái đại cảnh giới tăng lên, rất thoải mái. Vậy liền coi là là thiên tài, một cái trúc khí cảnh đến minh khiếu cảnh cái này đại cảnh giới cũng phải tu luyện thời gian mấy năm a à. Cái thứ hai nhiệm vụ khen thưởng, nghịch thiên cấp tu luyện thiên phú. Gấp bội nữa nghịch thiên gấp bội nữa là cái gì? Chẳng lẽ là... Uông tra mừng Diệp thiên giật ánh mắt đột nhiên sáng lên. Để nhất thương thành mở ra, cái này có thể thế nào gấp bội? Ngươi còn có thể mở ra hai thương thành hay sao? Bất quá vậy cũng là sau một tiếng mới sẽ biết sự tình, mà bây giờ. Bạch hàng tuyết bóng người xuất hiện ở dịp thiên giật bên người. Ánh mắt chỗ sâu là chán ghét, phẫn nộ. Diệp thiên vật biết sớm muộn muốn đối mặt có thể là vì nhiệm vụ cũng không có cách nào thật xin lỗi a à, cho ngươi nói lời xin lỗi dịp thiên vật nhìn lấy nàng sau đó nói dịp thiên vật là cặn bã nhưng là từ địa cầu mà đến hắn thực tình không phải hôm nay chuyện này đối bạch hàn tuyết nhất định có ảnh hưởng dịp thiên vật cũng biết hoặc có lẽ bây giờ nàng muốn giết hắn đi cái kia đến bảo vệ cái mệnh a à. tạm thời hủy bỏ khẩu thị tâm phi thể hiệu quả Diệp Thiên giật trong đầu đối hệ thống nói một câu. Vì sao muốn tạm thời? Vạn nhất nàng thật muốn giết mình đâu? Cái kia lại mở ra, tối thiểu cam đoan bất tử lại nói a, à, dù sao có một giờ tiếp tục thời gian đây. Thật thay tiên nhi cảm thấy không đáng. Bạch hàng tuyết nói ra lời nói, nói xong nàng giật mình một cái, nàng lại đem lời trong lòng mình nói ra. Mà không phải ngược lại, nàng bình thường. Diệp thiên giật sờ lên chấp mũi, sau đó gật gật đầu. Ừm, ta đồng ý. Bạch hàng tuyết trong nháy mắt đi vào dịp thiên vật trước mặt, sau đó bóp lấy dịp thiên vật cổ, đem hắn đặt tại trên vách tường, cái kia tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt bên trong càng là chán ghét cùng phỉ nhổ. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng đoạn ngươi một tay, để giải trong lòng ta chi khí. Nếu không phải xem ở dịp tiên nhi mặt mũi, nàng thật nhất định giết dịp thiên vật, đoạn một tay kỳ thật cũng không phải chặt đứt cũng là để hắn gãy xương, nếm thử đau khổ thôi. Uy, cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian buông ra ta, không phải vậy ngươi tin hay không ngươi còn lại biến thành vừa mới cái dạng kia. Diệp Thiên giật ngược lại là một chút không hoảng hốt nói. Bạch Hàng Tuyết Đại Mi đột nhiên nhăn lại, nhưng là không có buông tay. Nàng không tin. Ba, hai, một. Diệp Thiên giật sau đó khóe miệng khẽ nhất, lần nữa mở ra khẩu thị tâm phi thể hiệu quả bảo bảo ngươi buông tay có được hay không sau đó dịp thiên vật vừa cười vừa nói không buông sau đó nàng buông lỏng tay ra bạch hàng tuyết nàng đến cùng là thế nào dịp thiên vật cười cười sau đó cúi đầu xuống đốt một điếu thuốc hít một hơi dài là không rất là hiếu kỳ ta đến cùng đối ngươi làm cái gì a à? trong mắt ngươi ta không phải đồ cặn bã sao đúng là đồ cặn bã nếu không cũng không đúng ngươi dùng chiêu này a à? Diệp thiên vật sau đó lại hít một hơi, nhìn lấy nàng nói ra. Ta đây để ngươi cởi quần áo ngươi bây giờ đều phải cởi sạch, ngươi tin hay không? Bạch hàng tuyết lúng cúng, thật lúng cúng. Dịp thiên vật cười một tiếng, tiếp tục nói. Được rồi, không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng là ngươi nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa có thể thì sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nói xong dịp thiên vật đi ra. Đóng lại khẩu thị tâm phi thẻ. Để dịp thiên vật trước giật mình chính là, cái này khẩu thị tâm phi thể tiếp tục một giờ, một khi đóng lại, còn thừa thời gian ngừng lại, còn thừa lại 43 phút đồng hồ, nói cách khác trong tương lai mặc kệ là có một ngày dịp thiên vật tùy thời tùy chỗ còn có thể đối nàng tiếp tục mở ra. Cái này liền có chút biến thái A. À. Bạch hàng tuyết đứng ở nơi đó nhìn lấy dịp thiên vật đi xa, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. súc sinh nàng nhất định phải làm rõ ràng mình rốt cuộc làm sao vậy, Diệp Thiên giật đối nàng làm cái gì để cho nàng biến thành dạng này, nhưng là có vẻ như nàng giống như thăm dò rõ ràng một chút hạng nhất, nàng nói, làm toàn bộ đều là cùng trong lòng mình ngược lại, vậy nếu như trái lại đâu? Nàng chỉ là suy đoán, không dám xác định, bởi vì nàng thật không xác định cái này Diệp Thiên giật sẽ đối với nàng làm cái gì, hắn thật cái gì đều có thể làm được. Hắn đêm hôm đó thậm chí ngay cả dịp tiên nhi đều muốn. Lúc này, Lâm Trường Thiên chạy tới, đi theo phía sau một đám theo thiên thủy học viện cùng một chỗ lao ra muốn túi chết dịp thiên giật hen tai. Hàng Tuyết, ngươi không sao chứ? Lâm Trường Thiên chạy đến Bạch Hàng Tuyết trước mặt lo lắng hỏi. Bạch Hàng Tuyết giờ phút này tâm tính có chút không tốt, không có trả lời. Qua hai giây, nàng lấy lại tinh thần, thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi người. Lâm Trường Thiên không cam tâm, thật không cam tâm, vì cái gì? Hắn muốn biết. Hàn Tuyết, ngươi thật ưa thích Diệp Thiên giật tên phế vật kia sao? Lâm Trường Thiên nhìn lấy Bạch Hàng Tuyết hỏi. Bạch Hàng Tuyết đại mi nhíu chặt. Nàng lười nhát trả lời, nhưng là chuyện một câu nói đi làm sáng tỏ cũng không có gì lớn. Nếu như trả lời không thích, cái kia nàng nói ra được hẳn là ưa thích, cho nên phải nói ưa thích hắn mới có thể nói ra không thích. Bạch Hàng Tuyết tâm lý suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói. Ưa thích. Bạch Hàng Tuyết. Chẳng lẽ cái này hiệu quả lại không rồi? Nàng thật cần muốn trở về tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Mọi người! Ô ô ô, nữ thần thừa nhận, ta thanh xuân kết thúc. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng, nhanh cho ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng. Vì cái gì? Hắn đến cùng chỗ nào đáng giá ngươi ưa thích? Hắn có thể là có tiếng cặn bã cùng phế vật, đừng nói là ta, hắn sao ra mà vượt tại chỗ bất cứ người nào sao? Lâm Trường Thiên Ngữ giận dữ mấy phần, có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Thật rất không minh bạch. Bạch Hàng Tuyết hít sâu một hơi. Lười đi giải thích. Sau đó nàng quay người một câu không nói liền đi ra. Lâm Trường Thiên gắt gao nắm chặt quyền đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn cũng không cần minh bạch, hắn hết thảy đều biết. Diệp Thiên giật. Cùng lão tử đoạt nữ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi diệp gia đã không phải là tứ đại gia tộc không có ngươi vậy tỷ tỷ ngươi cậu thí không phải cho dù có dịp tiên nhi các ngươi hiện tại liền nhà đều là mướn bản thiếu muốn để ngươi hối hận lâm trường thiên nội tâm âm ngoan gào thét diệp thiếu gia tới chơi a à. diệp thiên giật đi tại thiên thủy thánh thành trên đường phố đi ngang qua một cái sữa sang so sánh xinh đẹp nhà tắm cửa cửa ngồi đấy một người mặc màu trắng áo khoác lộ ra bắp đùi nữ tử đối với diệp thiên giật hô đây là dịp thiên vật thường xuyên đến địa phương, đương nhiên, là đã từng cái kia dịp thiên vật, có phải hay không chính quy cái kia cũng không cần nói nhiều. Nói hắn là đồ cặn bã rất có đạo lý, dịp gia băng đài, tiền tài nước toát, tuy nhiên đều đã chết, nhưng là bên ngoài nhiều hơn mấy trăm triệu nợ bên ngoài, tại thiên thủy đế quốc dạng này trung tiểu đế quốc, mấy trăm triệu đối với đỉnh cấp gia tộc tới nói đại khái chiếm tư sản 10% hai bên, cũng coi là nhiều tiền, mà số tiền này đồng dạng cần dịp tiên nhi đến hoàn lại nàng thật đã rất nỗ lực đi hoàn lại nợ nần ngoài trừ làm bạn dịp thiên vật thời gian còn lại càng nhiều cũng là tại yêu thú lĩnh vực đánh dết yêu thú cầm tới yêu tinh hoặc là thu thập một số trân quý tinh thạch linh dược bán lấy tiền trả nợ đồng thời còn muốn sinh hoạt dù cho dạng này nàng sẽ còn cho dịp thiên vật một số tiền tiêu vặt thế mà dịp thiên vật còn một bộ xa xỉ dáng vẻ trong trí nhớ nghĩ tới đây dịp thiên vật nhìn không được thở dài một hơi hồng tỷ hỏi ngươi chuyện này dịp thiên vật sau đó đi tới tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 10 chung cực ẩn tàng thương thành cầu phiếu đề cử phiếu anh 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 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio dịp thiên vật biết dịp tiên nhi lớn bao nhiêu áp lực nàng gánh vác lấy cái gì có lẽ trước kia cái kia dịp thiên vật không phải thứ tốt nhưng là hắn nhất định phải làm chút gì hồng tỷ bắt chéo hai chân lờ mờ lộ ra một số tốt phong cảnh, nhìn về phía Diệp Thiên Giật, nói. Tiến đến chơi đùa, một bên chơi một bên nói chứ sao? Diệp Thiên Giật cười cười xấu hổ, nói. Quên đi thôi, lần sau, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết. Xác thực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, Diệp Tiên Nhi một tuần cho hắn một lần tiền. Tiền tại hắn xuyên qua tới vào cái ngày đó liền đã bị thân thể này nguyên chủ nhân bại quan, dịp tiên nhi đối với hắn đã thật tốt, loại tình huống này mỗi một xung quanh còn có thể cho hắn 10.000 khối tiền tiêu vặt, 10.000 khối tiền tiêu vặt, ngoại trừ những người có tiền kia, tại thiên thủy đế quốc dạng này còn hơi nhỏ đế quốc thật là đại hộ nhân gia mới có. Diệp tiên nhi thật đối với hắn đã đầy đủ tốt, thế nhưng là diệp thiên giật quá cặn bã, dù cho một tháng có 10.000 tiền tiêu vặt, còn luôn luôn cùng với nàng muốn, nàng không muốn cho, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy làm tỷ tỷ, nàng cái kia chiếu cố diệp thiên giật, về phần hắn có thể hay không càng ngày càng tệ, nàng đương nhiên là có cân nhắc, thế nhưng là nàng không có cách, nàng trước kia thử qua nghiêm khắc quản giáo, không cho hắn tiền, không cho hắn thì trọng, đoạt, mà lại bên ngoài còn. Có một đám bạn bè không tốt, đánh phiếu nợ. Nàng không có cách nào chỉ có thể như thế, nàng cảm thấy người chung quy muốn lớn lên, hắn chung quy có thế minh bạch, đúng vậy, đáy lòng của nàng thủy chung đối dịp thiên vật ông lấy chờ mong, nàng từ nhỏ cùng dịp thiên vật lớn lên nàng biết Diệp Thiên vật làm người, cũng biết hắn cũng không xấu, xác thực, hắn cũng không có rất xấu, tối thiểu nhất hắn sẽ không đi giết người, nàng cảm thấy Diệp Thiên vật đáy lòng là thiện lương, cái kia tổng có cơ hội để hắn trở về. Diệp thiếu gia sẽ còn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết a, à, ta này hội sở bên trong các tiểu tỷ tỷ có thể thích nhất ngươi, ngươi thế nhưng là các nàng gặp phải một cái duy nhất sẽ còn cho tiền qua khách nhân. Hồng tỷ cười nói. Diệp thiên vật gãi đầu một cái không nói gì thật thương mại trang bức, tỷ tỷ mình đều khổ cực như vậy, hắn đi ra ngoài chơi trả lại tiền boa, đây không phải trang bức là cái gì. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Diệp Thiên Giật muốn thay Diệp Tiên Nhi chia sẻ. Hồng tỷ, tin tức của ngươi linh thông nhất, ta nghe nói huyết sắc quân đoàn có một chi bộ đội có phải hay không tại chiêu thành viên tiến hành một hạng nhiệm vụ A, nghe nói hoàn thành nhiệm vụ mỗi người có thể có 500.000 khen thưởng. Diệp Thiên Giật hỏi. Cái này hồng tỷ tuổi chừng 30 tuổi, hình dạng là rất xinh đẹp, tuy nhiên kinh doanh dạng này một cái xí nghiệp, nhưng là dịp thiên giật biết, tin tức của nàng rất linh thông, mà lại nàng tại cái này thiên thủy thánh thành nhận biết không ít có chút quyền thế địa vị người, chân nhân không trò nước, dù sao nàng không phải mặt ngoài như vậy thật đơn giản một nữ nhân, chỉ ít tin tức của nàng, nhân mạch là dịp thiên giật hiện tại cái này chán nản tình huống dưới có thể tiếp xúc đến lợi hại nhất. Là có chuyện như thế, dự tính ngày mốt lên đường, làm sao? Diệp thiếu gia ngươi là muốn? Diệp Thiên Vật cười cười, nói ra. đúng vậy, ta muốn gia nhập bọn họ, thế nhưng là ta tiếp xúc không đến những người kia, Hồng Tỷ lần trước không phải nói nhận biết huyết sắc quân đoàn vị đoàn trưởng kia sao? cho nên làm phiền ngươi giúp một chút. Hồng Tỷ cau mày sau đó buông xuống chân bắt chéo nhìn về phía Diệp Thiên Vật. Diệp thiếu gia à, đây không phải không được. Thế nhưng là huyết sắc quân đoàn bảy đội chiêu tiêu chuẩn thấp nhất là minh khiếu cảnh cấp 5 võ giả, cho nên Hồng Tỷ yên tâm, ta tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn Phiền phức Hồng Tỷ giúp ta nói một chút, địa điểm bọn họ bình tĩnh Muốn phỏng vấn cái gì cũng không có vấn đề gì Hồng Tỷ kinh ngạc nhìn về phía dịp thiên vật, hắn không là có tiếng củi một sao Cái tuổi này mới trút khí cảnh, làm sao lại phù hợp Được thôi, cái kia ta giúp ngươi nói một chút có thể ngươi không nên gạt hồng tỷ ta à, thấp nhất minh khiếu cảnh cấp 5. Diệp Thiên giật gật gật đầu, đa tạ hồng tỷ. Hắn hiện tại là trúc khí cảnh cấp 5, nhưng là nhiệm vụ khen thưởng cấp cho sau vừa vặn chính là minh khiếu cảnh cấp 5, 19 tuổi minh khiếu cảnh cấp 5, trung quy trung cũ, đến cũng có thể tiếp nhận. Ừm, ngày mai cho ngươi tin tức, bất quá cái này phí dịch vụ. Hồng tỷ cười xoa xoa tay. Ngày mai cho ngươi. Được rồi, vậy chúc dịp thiếu gia sinh ý hưng thịnh, vạn sự như ý. Chúc hồng tỷ sinh ý càng tốt hơn. Dịp thiên giật nhếch miệng cười một tiếng. Ai, ta làm ăn này không được rồi. Vậy sẽ không a, à, ta nhớ được ngươi nơi này chính là thiên thủy thánh thành mũi tử chất lượng tốt nhất, nếu không ta cũng không thường thường đến ngươi nơi này chơi, làm sao sinh ý còn không tốt đâu. Dịp thiên giật nghi ngờ hỏi. Hồng tỷ thở dài một hơi, vương tay vẫy vẫy, nói, đến điếu thuốc. Diệp Thiên giật sau đó đưa một cái đi qua, chính mình cũng điểm bên trên một cái. Diệp thiếu gia làm sao hiện tại thì quất cái này bốn khối tiền một bao khói. Hồng Tỷ cười cười nói: Ai, nghèo rớt mồng tơi a? À? Trên thân thì thừa năm khối tiền, đây là buổi sáng hôm nay đi học viện thuận tiện mua. Cũng thế, ngươi vậy tỷ tỷ cũng không dễ dàng, ngươi nhiều thông cảm thông cảm, về sau đến chỗ của ta, một tháng cho ngươi miễn phí ba lần. Diệp Thiên giật cười cười không có gì nói. Sau đó Hồng Tỷ mãnh liệt hít một hơi, nói. Hôm qua tin tức truyền đến, Thiên Thủy Đế Quốc nghe nói có người không biết ăn yêu thú nào thịt, về sau phát bệnh, một cái minh khiếu cảnh nửa tháng không có đứng vững thì bệnh chết, mà lại này virus còn có truyền nhiễm tính, nghe nói chỉ có 5 người bị lây bệnh, người nói nếu như tin tức này thả ra lời nói, bên ngoài còn có thể có người chơi sao. Đừng nói hiện tại, coi như sang năm đoán chừng đều không người dịp thiên giật nhướng mày, minh khiếu cảnh có thế bệnh chết phải biết minh khiếu cảnh đó đã không phải là người bình thường người bình thường bệnh chết bình thường võ giả bệnh chết vậy quá giả a à? cho nên nói không phải phổ thông virus a à? cái kia là tới từ yêu thú trên người virus yêu thú truyền bá tới tự nhiên không phải phổ thông có thể đem minh khiếu cảnh võ giả đều bệnh chết vậy cũng rất bình thường nếu không ta cũng sẽ không sợ a à? Người nói một chút ra chuyện như vậy đến lúc đó truyền tới mọi người cửa cũng không dám ra ngoài, ta cái này đâu còn có thế có sinh ý, mấy ngày này ngươi cũng cẩn thận một chút, minh khiếu cảnh đều sẽ chết, lần này có chút đáng sợ. Hồng tỷ nói. Đa tạ hồng tỷ nhắc nhở, vậy ta đi về trước. Dịp thiên giật về đến trong nhà, dịp tiên nhi không biết đi nơi nào, bình thường nạn ban ngày đều là đi yêu thú lĩnh vực đánh giết yêu thú, cầm yêu tinh bán lấy tiền, hoặc là thu thập hy hữu tinh thạch, dược tài, đương nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm bởi vì yêu thú lĩnh vực toàn bộ đều là yêu thú, yêu thú cường đại cố nhiên không nói. một khi ở chỗ này thụ thương, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến yêu thú, mặc kệ ngươi ở đâu đều là nguy hiểm. kỳ thật diệp tiên nhi cũng may mắn nàng có chút thực lực, bằng không mà nói nàng căn bản muốn không đến bất luận cái gì biện pháp đi trả nợ. tại yêu thú lĩnh vực vận khí tốt một gốc khi hữu dược tài, hoặc là cường đại yêu thú yêu tinh bán cái mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu không thành vấn đề. Tuy nhiên gặp phải tỷ lệ rất nhỏ. Diệp Thiên giật ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy thời gian chờ đợi lấy nhiệm vụ khen thưởng cấp cho. Đinh. Nhiệm vụ khen thưởng đã cấp cho. Đinh. Bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cảnh giới của ngươi tăng lên cấp 10. Đinh. Bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Nghịch Thiên cấp tu luyện Thiên Phú đề thăng làm thần minh cấp tu luyện Thiên Phú. Đinh bởi vì ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đệ nhất thương thành tăng lên mở ra vì thứ không cấp chung cực ẩn tàng thương thành tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả